Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 189. Trong tỉnh không, ầm, theo một tiếng nổ vang lên, vô số lôi điện và kiếm khí bắn ra tung tóe, nhưng lúc này, ở trên không trung, một tia kiếm quang màu đen lóe lên. Theo tia kiếm quang màu đen này hiện lên, cả trời sao đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cách đó không xa, 12 tên thị vệ. Chau mày, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong tỉnh không, giờ phút này Dương Diệp và Thương Ma cách xa nhau trăm trượng, mà tay của Thương Ma thì đã không còn. Hai tay bị chém rụng. Khóe miệng Dương Diệp thì có một vệt máu tươi, nhưng dùng năng lực khôi phục của hắn mà nói, chút thương thế ấy thật có chút không ý nghĩa, ánh mắt Thương Ma rơi vào kiếm hổ lô bên hông Dương Diệp, thanh kiếm kia thật quá sắc bén. Đương nhiên, Dương Diệp tay cầm thanh kiếm kia cũng rất mạnh. Dương Diệp cầm kiếm tổ, có thể phát huy ra tất cả thực lực của mình, nhưng cầm táng mệnh thì không nhất định. Kiếm tổ là kiếm thích hợp hắn nhất, cũng là kiếm hắn dùng thuận buồm xuôi gió nhất. Mà nói trình độ sắc bén, kiếm tổ không bằng táng mệnh kiếm. Thân thể Thương Ma rất mạnh, nhưng hắn đối mặt là kiếm sắc bén nhất của tam duy vũ trụ. Lúc này tay phải của Dương Diệp đè chặt chuôi kiếm, sau lưng Thương Ma, những thị vệ kia đều chuẩn bị, tùy thời ra tay. Dương Diệp nhìn Thương Ma, nhếch miệng cười cười. Người cao đẳng của tứ duy vũ trụ, có dám tiếp ta một kiếm không? Có dám không? Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại như sấm chấn động nhân tâm. Thương Ma nhìn Dương Diệp, sau một lúc lâu, hắn cười nói. Ta vì lúc trước khinh thị nói lời xin lỗi, ngươi là một đối thủ đáng giá tôn kính. Nói xong hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Sau lưng hắn, những thị vệ kia muốn động thân, nhưng Thương Ma đột nhiên nói. Không ai được làm tứ duy vũ trụ chúng ta mất mặt, ai dám động thủ, chính là địch nhân lớn nhất của ta đời này. Sắc mặt những thị vệ kia rất xoắn xuýt và khó xử. Mất mặt. Bọn hắn làm sao không biết, nếu như bây giờ đồng loạt ra tay, đó không thể nghi ngờ là mất mặt. Nhưng nếu như không ra tay, Thương Ma có thể tiếp được một kiếm của thiếu niên kia sao? Thương Ma đã mất đi hai tay, trường mâu cũng đã bị táng mệnh kiếm chém vỡ, hắn hiện tại, chỉ có một thân thể. Mà Dương Diệp, hoàn hảo như lúc ban đầu, còn có hai thanh kiếm. Mà hắn, như trước lựa chọn đơn đấu. Đối diện Thương Ma, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn nắm kiếm tổ thật chặt. Giờ khắc này, hắn cùng với kiếm tổ tâm ý tương thông. Kiếm tâm thông minh. Kỳ thật hắn phát hiện, trước kia mình có một điểm sai rồi. Kiếm tâm thông minh, không đơn thuần chỉ có thể khám phá sơ hở, kiếm tâm thông minh chân chính, là kiếm và lòng người tương thông. Rõ ràng đối phương. Khi hắn coi kiếm cũng là thân nhân bảo hộ, hắn phát hiện, kiếm đạo là phức tạp như vậy, đương nhiên, cũng là đơn giản như vậy, hết thảy chỉ nhìn tâm. Lúc này Dương Diệp đột nhiên trợn mắt. Ông! Một tiếng kiếm reo xé rách không gian. Một tia kiếm quang hung ác chém về phía Thương Ma. Thương Ma bình tĩnh nhìn kiếm quang càng ngày càng gần, rất nhanh. Tia kiếm quang kia trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn. Mà thời điểm kiếm cương đâm vào một nửa, hai tay Thương Ma đột nhiên nắm lấy kiếm của Dương Diệp, sau một khắc, thân thể của hắn bành trướng, cuối cùng nổ bể ra. Tự bạo. Trong nháy mắt, những thị vệ bị chấn ra mấy vạn trượng, mà mảnh không gian ở trước mặt bọn họ, bắt đầu mai một từng khúc. Trong nội tâm những thị vệ kia hoảng hốt, vội vàng lùi lại. Bởi vì không gian ở trước mặt bọn hắn vẫn còn mai một. Cứ như vậy. Những thị vệ kia lui không sai biệt một khắc sau mới dừng lại, mà trước mặt bọn hắn, một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay cả ám vật chất cũng triệt để hủy diệt. Cường giả mệnh cảnh đỉnh phong tự bạo, uy lực kia là kinh khủng cỡ nào. Vùng không gian tối đen kia kéo dài gần một khắc sau mới dần dần khôi phục bình thường, không gian chữa trị, trong tràng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Những thị vệ kia vội vàng nhìn lại, ở đó, bọn hắn thấy được một người. Đúng là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, đám thị vệ kia không có bất kỳ nói nhảm, bay thẳng vào tới. Bọn hắn biết Dương Diệp thắng, nhưng Dương Diệp nhất định là thắng thảm, Dương Diệp không có khả năng ở dưới một cường giả mệnh cảnh tự bạo còn có thể bình yên vô sự. Thời điểm này, là thời điểm bọn hắn giết Dương Diệp dễ nhất. Nhưng đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nữ tử này đúng là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh thò tay nắm chắc. Một cây trường thương xuất hiện ở trong tay nàng. Chiến qua. Chiến qua đã được Tiểu Bạch chữa trị.
An Nam Tĩnh lạnh lùng nhìn 12 tên thị vệ, 12 tên thị vệ kia cũng không dừng lại. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đại chiến bắt đầu. Mà ở chỗ không xa, Dương Diệp nhìn trước mặt mình, ở trước mặt hắn, là một đống mảnh vỡ, là mảnh vỡ của bảo giáp, trừ lần đó ra, Hoành Thiên cũng đã triệt để vỡ ra. Vừa rồi hắn chính là dựa vào bảo giáp và Hoành Thiên cứng rắn vượt qua. Đương nhiên, tuy vượt qua, nhưng cũng không khá hơn chút nào, lực lượng chấn động kia đã đánh nứt nhục thể của hắn. Dương Diệp chậm rãi đi đến một bên, hắn lại lấy ra một cái ghế, sau đó ngồi xuống, rất nhanh, giọt giọt máu tươi không ngừng từ trên ghế dựa nhỏ xuống. Tay phải hắn thả ở trên tay vịn, kỳ thật cái này đã không thể xem như tay, cả cánh tay đều triệt để vỡ ra. Dương Diệp nhìn về phía tinh không xa xa, qua hồi lâu, hắn tự giễu cười cười. Anh hùng, không phải dễ làm như vậy. Coi như là hắn, cũng không nhất định có thể lấy một địch 12. Ông, lúc này trong kiếm hồ lô, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra. Táng mệnh kiếm. Cách đó không xa, một tên thị vệ sắc mặt đại biến, vội vàng quay người vung mâu. Xùy, trường mâu bị chém đứt, kiếm tiến quân thần tốc. Tên thị vệ kia phản ứng cực nhanh, thân hình cưỡng ép lóe lên, nhưng một cánh tay của hắn bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn vừa dừng lại, lúc này, một tia kiếm quang lóe lên ở cổ họng hắn. Hai mắt tên thị vệ kia trợn lên, thân thể cương cứng. Hắn tránh thoát thanh phi kiếm thứ nhất, mà một kiếm này, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong, nhưng tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn nhiều lắm. Theo thị vệ này bị chém giết, trong tràng còn lại 11 người nhao nhao lùi lại, kiêng kỵ nhìn Dương Diệp. Một thanh hắc kiếm ở dưới ánh mắt của mọi người bay về trong kiếm hồ lô. Nhìn thấy thanh kiếm này, thần sắc của những thị vệ kia cực kỳ ngưng trọng. Hắc kiếm thật mạnh. Dương Diệp chậm rãi đi tới bên cạnh An Nam Tĩnh, hai người cứ như vậy nhìn đám thị vệ kia, mà đám thị vệ kia cũng không có ý tứ rút đi. Đột nhiên Dương Diệp đi về phía 11 người, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đi theo. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, 11 người kia nhíu mày. Gia hỏa này đến cùng có bị thương hay không? Ở 11 người xem ra, Dương Diệp không có khả năng không bị thương, nhưng nếu như bị thương, vì cái gì Dương Diệp còn lớn lối như vậy? Lúc này Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua 11 người kia. Cùng lên đi! Nói xong, tay phải hắn nắm kiếm tổ, kiếm hồ lô thì phát ra một tiếng kiếm reo. Xa xa, trong 11 người. Một tên thị vệ đột nhiên đứng ra. Hắn muốn dọa lùi chúng ta, giết. Nói xong, 11 người bay thẳng đến Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Giờ khắc này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh cảm nhận được 11 đạo uy áp và khí thế cường đại. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, hắn vốn là muốn dọa lùi 11 người này, hiển nhiên, đối phương đã khám phá ý nghĩ của hắn. Nếu như không thể dọa lùi, vậy giết lùi là được. Dương Diệp mở mắt. Sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà ở bên cạnh hắn, An Nam Tĩnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm, hai người cùng 11 người kia chiến thành một đoàn. Cho dù có táng mệnh kiếm, Dương Diệp cũng khó có thể miểu sát đối phương. Bởi vì bây giờ 11 người kia đều đã có phòng bị, hơn nữa còn dùng đại bộ phận tinh lực đối phó hắn. Trên căn bản chỉ cần phi kiếm của hắn ra kiếm hồ lô, sẽ có 5-6 người cùng nhau liên thủ xông lại. Sau đó cố gắng chấn áp táng mệnh kiếm của hắn. Nếu như hắn là trạng thái đỉnh phong, tăng thêm An Nam Tĩnh, cùng 11 người này chiến một trận, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề là hiện tại hắn không phải trạng thái đỉnh phong. Hắn hiện tại, chỉ có không đến 6 thành thực lực o trạng thái đỉnh phong. Cũng may thực lực của An Nam Tĩnh cường đại, bởi vậy hai người bọn họ mới có thể đối kháng 11 người kia. Ngay lúc này, theo một tiếng nổ vang, một nhân ảnh bị chấn liên tục lùi lại. Đúng là Dương Diệp. Dương Diệp lùi mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi. Mà xa xa, An Nam Tĩnh thì bị vây công. Rầm rầm rầm. An Nam Tĩnh liên tục lùi lại. Hiển nhiên, bọn họ là muốn tập trung hỏa lực giết chết An Nam Tĩnh trước. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Một hơi sau. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không. Cách đó không xa, 11 người kia nhao nhao quay đầu nhìn về phía vị trí của Dương Diệp, thời khắc này toàn thân Dương Diệp đã biến thành màu đỏ như máu.
Giờ phút này trên người hắn tản ra kiếm ý so với trước đó mạnh hơn nhiều cấp bậc. Ma kiếm đạo. Khi hắn lựa chọn đọa nhập ma đạo, kiếm ý và sát ý của hắn sẽ tăng lên nhiều cấp bậc. Loại kiếm đạo này, không thể nghi ngờ là một loại kiếm đạo cực đoan, ít nhất từ trước mắt đến xem, so với kiếm đạo bình thường mạnh hơn không ít. Phát hiện biến hóa của Dương Diệp, 11 người kia nhất thời như gặp đại địch. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang huyết hồng lóe lên. Một thị vệ sắc mặt đại biến, tay phải cầm mâu đâm một cái, một nhát này, hầu như đã dùng hết tất cả lực lượng của hắn. Lúc này kiếm của Dương Diệp đã đến. Xuy, kiếm mâu vừa mới tiếp xúc, trường mâu bị Dương Diệp cắt ra, sau trường mâu, trong nội tâm tên thị vệ kia hoảng hốt, vội vàng lùi lại, nhưng lúc này, một thanh hắc kiếm từ trong kiếm hổ lô bay ra. Xuy, tên thị vệ kia bị chém thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ máu tanh. Nhìn thấy một màn này, 10 người vốn muốn ra tay nhao nhao thối lui. 10 người đều không phải thế hệ nhát gan, nhưng nhìn Dương Diệp thời khắc này, bọn hắn vẫn còn có chút tim đập nhanh, Dương Diệp này quá không bình thường. Dương Diệp đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, thần sắc lạnh lùng, nhưng trong mắt có vẻ quan tâm. 10 người kia sắc mặt đại biến, một tên thị vệ trong đó vội vàng lùi lại, những người khác cũng liên tục lùi lại. Không dám đi đón đỡ một kiếm này của Dương Diệp. Dương Diệp ngừng lại, bởi lơ vì 10 người kia đã lui ra ngoài mấy vạn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía 10 người kia. Chiến hay không chiến? Xa xa, 10 người kia gắt gao nhìn Dương Diệp, mơ cột tên thị vệ đứng ra, muốn ra tay, nhưng lúc này, 10 người như nhận được mệnh lệnh gì, nhao nhao lui về phía sau, chỉ chốc lát, 10 người hoàn toàn biến mất. Đi! Cách đó không xa. Dương Diệp khôi phục bình thường, nhưng toàn thân hắn đột nhiên rạn nứt, vô số máu tươi từ trong cơ thể hắn tràn ra. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh, nàng nhìn Dương Diệp. Bị thương rất nặng. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không tính. Mới vừa rồi liên tục ra tay, đặc biệt là cuối cùng hắn tiến vào trạng thái ma kiếm đạo, sau đó cưỡng ép giết một tên thị vệ, thân thể của hắn đã không chịu nổi gánh nặng. Dù sao lúc trước bị thương ma tự bạo làm cho bị thương quá nặng rồi. Ngươi tiến vào nghỉ ngơi, ta thủ cho. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, hắn nói khẽ. Đi theo ta nhiều năm như vậy, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng yên lặng đi theo, hơn nữa trợ giúp ta. Những năm này, thật sự khổ ngươi. An Nam Tĩnh lắc đầu. Không cần nói những thứ này. Dương Diệp cười nói. Cũng phải. Dương Diệp về tới Hồng Mông Tháp, mà bên ngoài. An Nam Tĩnh tay cầm chiến qua, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trong phòng tu luyện, hiện tại hắn cần phải làm là khôi phục thương thế của mình. Đương nhiên, có Tiểu Bạch và Hồng Mông Tử Khí, đối với hắn mà nói, chỉ cần không chết, tổn thương lại lớn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ở vùng sao trời rất xa kia, nơi đây đại chiến vẫn đang tiếp tục. Kỳ Bỉ Thiên đánh với một hư ảnh, mặc dù chỉ là hư ảnh. Nhưng thực lực của hư ảnh này vô cùng rất mạnh. Cho dù là Kỳ Bỉ Thiên, cũng chỉ có thể cùng hư ảnh chiến bất phân cao thấp. Nhưng phía dưới, đám người đồ sát đã toàn diện áp chế mấy con dị thú tranh. Áp chế. Hoàn toàn áp chế. Ngay lúc này, trong tinh không, Kỳ Bỉ Thiên liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Phía dưới, đám người đồ sát nhao nhao ngẩng đầu. Xa xa, những dị thú tranh kia lập tức lui về phía sau. Cùng đám người đồ sát kéo ra khoảng cách. Trên không trung, hư ảnh kia lùi lại đến trước mặt bầy dị thú tranh, hư ảnh nhìn đám người Kỳ Bỉ Thiên, sau đó mang theo đám dị thú tranh kia lui về phía sau. Thiên Tú muốn xuất thủ lần nữa nhưng, Kỳ Bỉ Thiên ngăn cản nàng. Giết không chết. Cứ như vậy, hư ảnh kia và đám dị thú tranh nhao nhao thối lui, không đến một hồi, hư ảnh và đám dị thú tranh hoàn toàn biến mất. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Lúc này đồ sát hung hăng uống một ngụm rượu, sau đó nói. Tản tản. Nói xong, nàng quay người đi về phía cách đó không xa. Nhưng Dương Bất Tử đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng, đồ sát nhếch miệng cười cười. Không có đánh đủ, có thể, đến tiếp tục đánh. Nói xong, đồ sát đã vọt tới. Dương Bất Tử tự nhiên là không cam lòng yếu thế, tương tự vọt về phía đồ sát. Trong chàng. Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú nhìn thoáng qua Dương Bất Tử và đồ sát cách đó không xa, hai nữ lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà mục tiêu của các nàng,
đúng là tứ duy vũ trụ. Trong hư không, hai người bay nhanh, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói. Vừa rồi thực lực của người nọ rất mạnh. Thiên Tú gật đầu. Những đại yêu kia cũng rất mạnh, tam duy vũ trụ không thể địch. Kỳ Bỉ Thiên nói khẽ. Hai người chúng ta, chuyến đi này sợ là không trở về được nữa rồi. Nếu không trước khi đi, gặp tên kia một lần. Thiên Tú lắc đầu. Không cần thiết. Kỳ Bỉ Thiên cười nói. Vì cái gì? Thiên Tú nói khẽ. Không thích chia ly. Kỳ Bỉ Thiên cười ha ha. Rất nhanh, hai nữ chậm rãi biến mất ở xa xa. Mục tiêu của các nàng là tứ duy vũ trụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bất Tử và Đồ Sát vẫn ở chỗ cũ đại chiến. Thực lực của hai người không phân cao thấp, bởi vậy trong thời gian ngắn, hai người cũng không thể phân ra thắng bại. Nhưng hai người không có dấu hiệu dừng tay. Trong Hồng Mông Tháp, thương thế của Dương Diệp đã cơ bản khôi phục, không chỉ khôi phục, hắn cảm giác thực lực của mình tăng lên một tí. Mỗi một lần chiến đấu sinh tử, hắn sẽ phát hiện mình tăng lên rất nhiều. Cái tăng lên này, là khắp mọi mặt. Hắn hiện tại, cần nhất chính là chiến đấu kịch liệt, càng có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, cũng có thể để cho hắn chết nhanh hơn, Dương Diệp đi ra phòng tu luyện, tới phi thăng đài. Tiểu Bạch đã không ở đây. Thần thức của Dương Diệp nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn cảm nhận được sự hiện hữu của Tiểu Bạch, thời khắc này Tiểu Bạch, đang ở địa bàn của Tiểu Long, hình như là giúp Tiểu Long tăng lên. Tiểu gia hỏa này. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó Lưu Hoành Thiên và Bảo Giáp lại trên phi thăng đài, sau đó đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh, hắn nhìn thoáng qua xa xa, tinh không vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ chấn động nào. Bọn hắn sẽ không dừng tay. An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy để cho bọn hắn đến đi. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Xiết qua không? Dương Diệp lắc đầu. Còn có đám người mạt pháp chi địa kia. Nếu như hắn và An Nam Tĩnh giết qua, một khi đám người mạt pháp chi địa kia đi vạn giới thành, không có hắn và An Nam Tĩnh, vạn giới thành căn bản không có biện pháp đối kháng đám người thần bí kia. Cũng chỉ có người ngăn chặn được người thần bí kia, vạn giới thành mới có thể đối kháng cường giả của mạt pháp chi địa. Bằng không thì, chỉ bằng vào người thần bí kia, cũng đủ để phá vỡ vạn giới thành rồi. Nhị nha như thế nào? An Nam Tĩnh lại hỏi. Nhị nha, tay trái Dương Diệp chậm rãi nắm vỏ kiếm, trong mắt hắn xuất hiện vẻ lo lắng. Nhị nha bây giờ, có thể nói là ác linh chi tổ lúc trước, thực lực của nàng tự nhiên là không thể chê, tuy như thế, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Thế nhưng hiện tại hắn lại không thể phân thân đi tìm nhị nha. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lấy ra truyền âm thạch, rất nhanh, bên kia truyền đến thanh âm của Đinh Thược Dược. Như thế nào? Dương Diệp nói khẽ. Phái người tìm kiếm nhị nha, nếu như tìm được, không nên tới gần, không nên trêu chọc nàng, báo cho ta biết. Bên kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Được. Dương Diệp thu hồi truyền âm thạch, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi ở nơi này, ta muốn đi tìm một người. Ai? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp nói. Hắc muội. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, không có nói gì. Dương Diệp nói khẽ. Nếu như người tứ duy vũ trụ tới, lập tức liên hệ ta, còn nữa, nếu có ngoài ý muốn, đừng có đối kháng, lui về vạn giới thành. An Nam Tĩnh gật đầu. Dương Diệp không có nói gì, hắn lấy Thái U kiếm ra biến mất ngay tại chỗ. An Nam Tĩnh nhìn phía xa, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dựa của Dương Diệp, nàng cứ ngồi như thế, hai mắt khép hờ. Dương Diệp không có mặt, nàng chính là phòng tuyến thứ nhất của tam duy vũ trụ. Sau khi Dương Diệp ly khai không lâu, trước mặt An Nam Tĩnh xuất hiện một nhân ảnh, An Nam Tĩnh nhìn nhân ảnh kia, bóng người kia nói. Nếu nguyện theo ta rời đi không? Người tới là nhân đế lúc trước mang thiên nữ đi. Đương nhiên không phải là nhân đế đời thứ nhất. An Nam Tĩnh thấy đối phương không có địch ý, vì vậy chiến qua nguyên bản đã run rẩy bình tĩnh lại. Nàng lắc đầu. Nhân đế nói. Tam duy vũ trụ nhất định là không thủ được. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua nhân đế. Tam duy vũ trụ không có quan hệ gì tới ta. Nhân đế có chút khó hiểu. Nếu như không có quan hệ gì tới ngươi, ngươi giữ ở chỗ này làm gì, đối kháng tứ duy vũ trụ, đối kháng người thần bí, đối kháng thiên mệnh làm gì?
An Nam Tĩnh lạnh nhạt nói. Hắn ở đâu, ta ở đó. Nói xong hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Nhân đế trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đã minh bạch, kiếm đạo của hắn, là tình chi kiếm đạo, mà ngươi, là tình chi võ đạo, bất quá tình của ngươi chỉ giới hạn ở hắn. Ngươi vốn là hữu tình, hay vì võ đạo mà hữu tình? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua nhân đế. Không có hứng thú nói chuyện phiếm, ngươi có thể đi. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, tựa như đã nhập định. Xa xa, nhân đế trầm mặc, cuối cùng hắn chậm rãi hư ảo. Chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất. An Nam Tĩnh bất động như núi. Sau khi nhân đế rời đi, bay về hư không xa xôi, nhưng mà rất nhanh, hắn dừng lại, ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một nam tử. Nam tử này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nhân đế, không nói gì. Nhân đế nói, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi lại tăng cường. Dương Diệp nói, ngươi mưu đồ cái gì? Nhân đế lắc đầu, yên tâm, không mưu đồ linh tổ của ngươi, cũng không toàn tính tam duy vũ trụ. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, các hạ cũng là người tam duy vũ trụ. Nhân đế cười nói, muốn ta theo ngươi thủ hộ vùng vũ trụ này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, từng có ý nghĩ như vậy. Bất quá xem ra là không thực tế. Nhân đế nói. Dương Diệp, người có nghĩ qua, tam duy vũ trụ căn bản không phải ngươi có thể thủ được không? Dương Diệp nói. Cớ gì nói lời ấy? Nhân đế khẽ cười nói. Dương Diệp, mưu đồ tam duy vũ trụ, không phải người thần bí của mạt pháp chi địa, càng không phải tử duy. Vũ trụ, mà là thiên mệnh mạnh nhất kia. Người thủ hộ tam duy vũ trụ, là đối kháng nàng. Thứ cho ta nói thẳng, người không có thực lực đối kháng nàng. Dương Diệp lắc đầu. Mục tiêu của nàng là Tiểu Bạch và Nhị Nha. Nhân đế cười nói. Buông tha cho hai người bọn họ, rời xa vùng đất thị phi này, tương lai, là thiên hạ của ngươi. Dương Diệp cười nói. Không có hai người bọn họ, cho dù tương lai tốt, đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhân đế khẽ gật đầu. Lựa chọn là của ngươi. Nói xong. Hắn xoay người muốn rời đi. Đại tỷ có khỏe không? Dương Diệp hỏi. Nhân đế dừng bước lại. Khá tốt, bất quá nếu như ngươi tìm nàng tới giúp ngươi, tương lai của nàng khả năng sẽ không tốt. Không có ý tứ gì khác, chẳng qua là tình cảnh của ngươi bây giờ còn bết bát hơn xê trước đó, ta không muốn nàng cuốn vào trong đó. Ta xem như tổ tiên của nàng, trong hậu đại, chỉ có nàng tính là ưu tú. Dương Diệp nói khẽ. Nàng tốt là được rồi. Còn truy kiện của tam duy vũ trụ, ta sẽ tự mình giải quyết. Nhân đế nói. Bảo trọng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Dương Diệp quay người rời đi. Một mặt khác, nhân đế hoành độ hư không, đột nhiên, một người thần bí xuất hiện ở trước mặt hắn. Người thần bí này, chính là người thần bí của mạt pháp chi địa. Nhân đế khẽ cười nói. Thế nào, lúc nào ta đã trở thành mục tiêu của các ngươi rồi hả? Người thần bí nói, ngươi là nhân đế đời thứ hai. Nhân đế gật đầu. Người thần bí nói, nguyện đi cùng ta không? Nhân đế lắc đầu. Tuy ta không bằng cha ta, nhưng không thể bôi nhỏ hắn, ngươi nói có đúng hay không? Người thần bí nói, ngươi biết thân phận của ta. Nhân đế cười nói, cha ta đã từng cùng ngươi đấu qua nhiều lần, đối với ngươi, ngươi nói ta có thể không biết sao? Người thần bí khoanh hai tay ở trước ngực. Nhân đế nói, thứ cho ta nói thẳng, nữ nhân kia đã là thần. Không ai có thể đối kháng nàng, cho dù thiên kiêu lúc trước toàn bộ phục sinh, hơn nữa liên thủ, sợ là cũng không đối phó được nàng. Người thần bí lắc đầu. Người không hiểu. Nhân đế cười nói. Xin lắng tai nghe. Người thần bí nói. Nói xong hắn quay người rời đi. Sau lưng người thần bí, nhân đế đột nhiên biến mất, một vệt kim quang xuất hiện ở sau lưng người thần bí kia. Người thần bí dừng bước lại, hai tay nắm chắc. Một cỗ lực lượng cường đại từ phía sau hắn chấn động ra, trong nháy mắt, kim quang biến mất vô tung vô ảnh, mà nhân đế thì về tới tại chỗ. Người thần bí lắc đầu. Nhân đế, năm đó phụ thân ngươi chỉ huy nhân tộc tranh bá thế gian, hơn nữa có can đảm đối kháng thiên mệnh, cho dù hắn chết, nhưng hắn vẫn được người kính nể. Nói xong hắn quay người biến mất. Tại chỗ, nhân đế im lặng không nói. Rất nhiều năm trước, lúc đó nhân tộc xuất hiện một nhân đế,
chính là phụ thân hắn, lúc ấy có thể nói là thời điểm nhân tộc huy hoàng nhất. Khi đó nhân tộc để cho bách tộc kiêng kỵ. Đương nhiên, giống như những nhân vật thiên kiêu khác, cho dù là nhân đế, vẫn bị nữ nhân kia trấn áp. Lúc ấy yêu nghiệt vô số, cường giả vô số, nhưng mặc kệ yêu nghiệt như thế nào, cuối cùng ở thời điểm nhìn thấy nữ nhân kia, đều trở thành cuối cùng của bọn họ. Thiên mệnh diệt thiên đạo của tam duy vũ trụ, lại trấn áp tất cả thiên kiêu. Nàng là người đứng ở trên đám mây. Hai mắt nhân đế chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, hắn khẽ lắc đầu. Cha ta, hắn quá ngốc rồi. Hắn vì nhân tộc mà chết, nhưng hiện tại nhân tộc, lại có ai còn nhớ rõ hắn. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Dương Diệp cầm Thái U kiếm không ngừng xuyên toa không gian, lúc này đây, mục tiêu của hắn là tìm Hắc Muội. Có một số việc, hắn muốn làm rõ ràng. Qua không biết bao lâu, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, bởi vì Thái U kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt. Rất nhanh, ở trước mặt hắn, không gian bị xé rách, sau đó một nữ tử váy đen đi ra. Toàn thân nữ tử là tổn thương, hiển nhiên mới vừa rồi trải qua đại chiến. Người tới đúng là Hắc Muội. Chứng kiến Hắc Muội như vậy, Dương Diệp nhíu mày. Hắc Muội, sao ngươi thảm như vậy? Hắc Muội. Hai mắt nữ tử váy đen híp lại. Ngươi là nói ta sao? Dương Diệp có chút lúng túng, song đời, quả thật không sai, nữ tử váy đen trực tiếp lao tới hắn. Dương Diệp cười khổ, sau đó hắn cứng rắn ăn một quyền của Hắc Muội. Dương Diệp liên tục lùi mấy trăm trượng, nhưng trong lòng hắn có chút vui cười, bởi vì Hắc Muội không có nặng tay. Xa xa, Hắc Muội lạnh lùng nói. Nói ngắn gọn, tìm ta có chuyện gì? Dương Diệp đi tới trước mặt Hắc Muội nói. Tỷ muội các ngươi không quá thân mật nha. Hắc Muội trầm mặc. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Chỉ con đường sáng đi. Hắc Muội nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi cảm giác mình có đẹp trai không? Dương Diệp ngây cả người, sau đó hắn có chút ngại ngùng. Cái này, ha ha, tất cả mọi người là quá rõ ràng. Hắc Muội lạnh nhạt nói. Ngươi đã cảm thấy mình rất tuấn tú, vậy ngươi đi chinh phục nàng a, cưới được nàng. Hết thảy vấn đề đều giải quyết. Dương Diệp có chút mộng. Nữ nhân này nói chuyện ma quỷ gì a? Nhưng nữ tử váy đen không có nói gì, xoay người rời đi. Cứ đi như thế. Dương Diệp ngạc nhiên. Nữ tử váy đen dừng bước lại, nàng trầm. Mặc hồi lâu, sau đó nói. Nếu không thì sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Sau này các ngươi sẽ hợp thể. Sau này các ngươi sẽ hợp thể. Hợp thể. Hắn không nguyện ý đối mặt tình huống này, đối với Hắc Muội và nữ tử váy trắng, hắn vẫn có chút hảo cảm, hắn không muốn có một ngày đối địch với các nàng. Nữ tử váy đen lắc đầu. Hợp thể hay không, hết thảy nhìn nàng. Nói xong nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp. Cố gắng hết sức của mình ngăn cản nàng. Dương Diệp trầm giọng nói. Có phải ngươi biết nàng muốn làm gì hay không? Nữ tử váy đen lạnh nhạt nói. Thật sự phải nói sao? Dương Diệp hỏi. Không thể nói sao? Nữ tử váy đen nói. Nói ra, hiện tại hai người chúng ta sẽ chết ngay lập tức. Dương Diệp. Nữ tử váy đen đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng rất tự phụ, đương nhiên, nàng hoàn toàn có thực lực kia, mà cái này, chính là cơ hội của ngươi. Nói xong, nữ tử váy đen quay người rời đi. Mà bên hông Dương Diệp, Thái U kiếm đột nhiên bay ra. Sau đó rơi vào trước mặt nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen nói khẽ. Còn cần không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy đen nhẹ gật đầu. Vậy ta cầm đi. Nói xong, nàng cầm lấy Thái U kiếm xé không gian trước mặt, biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Tại chỗ, Dương Diệp im lặng không nói. Từ trong miệng nữ tử váy đen, Dương Diệp biết được, đám người Hắc Muội nhất định đã biết thiên mệnh lão đại muốn làm gì. Mà các nàng chọn hắn, chính là muốn hắn ngăn cản thiên mệnh lão đại. Bởi vì các nàng có thể hợp thể với thiên mệnh lão đại, lúc kia, các nàng sẽ không còn là các nàng. Cũng chính vì nguyên nhân này, các nàng mới có thể tìm người. Sau một lúc lâu, Dương Diệp quay người rời đi. Hắn biết, Hắc Muội và Bạch Muội đã cho trợ giúp lớn nhất mà các nàng có thể cho. Hiện tại còn dư lại, phải dựa vào chính hắn. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Lúc này truyền âm thạch trước ngực hắn run rẩy, ngay sau đó, thanh âm của Đinh Thược Dược từ trong đó truyền ra.
Người của chúng ta đã tìm được nhị nha, nhưng không dám tới gần, lúc này nhị nha không phải là nhị nha lúc trước rồi. Nhị nha, Dương Diệp vội vàng nói. Nàng ở nơi nào? Đinh Thược Dược nói khẽ. Hình như nàng đang đuổi người nào đó, hơn nữa nàng giống như bị thương. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Nói cho ta vị trí của nàng. Chỉ chốc lát, Dương Diệp quay người biến mất ở trong tinh không. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới vị trí Đinh Thược Dược nói, nhưng mà ở đó, ngoại trừ mảng lớn không gian nứt nẻ, thì chẳng có cái gì cả. Nơi đây trải qua đại chiến, hơn nữa thời gian phát sinh không lâu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt hắn biến hóa, sau đó thân hình biến mất, một khắc sau, hắn phát hiện xa xa có không gian đang bị xé rách. Khí tức của nhị nha. Cảm giác được khí tức của nhị nha, sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng lên. Lệ khí. Trên người nhị nha tản mát ra lệ khí mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lúc này nhị nha đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp, cặp mắt của nàng là màu đỏ sậm. Dương Diệp dừng bước, không dám quá thân cận nhị nha. Nhị nha gắt gao nhìn Dương Diệp, đột nhiên, nàng cách không đánh về phía Dương Diệp một quyền. Ầm. Theo một dấu quyền lóe lên, vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp rút kiếm chém. Bành. Một kiếm chạm xuống, Dương Diệp bị chấn lùi lại ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn về phía tay phải của mình, tay phải của hắn không ngừng rung động. Dương Diệp dùng mình, lực lượng của nhị nha lại mạnh mẽ hơn không ít. Ngay lúc này, cách đó không xa nhị nha đột nhiên biến mất, sau một khắc, Dương Diệp cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Cỗ khí tức này mạnh, tựa như sóng thần vạn trượng làm cho người nghẹt thở. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, cắm kiếm vào vỏ, thoáng qua, chân phải hắn đạp mạnh, thân thể bay lên trời, sau đó rút kiếm chém. Ầm. Dương Diệp chém nát cổ khí thế kia, nhưng lúc này, một nắm đấm đánh vào trên kiếm tổ. Bành. Dương Diệp bị chấn ra ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp ngừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi, xa xa, nhị nha còn muốn xuất thủ, đột nhiên Dương Diệp lấy ra đôi sừng của nhị nha ngừng lại cách Dương Diệp 10 trượng. Ánh mắt nhị nha rơi vào trên đôi sừng. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói. Nhị nha, ngươi còn nhớ ta không? Nhị nha gắt gao nhìn đôi sừng, qua hồi lâu, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Không gian trước mặt nàng bị đánh nổ nát. Xa xa, Dương Diệp bị một quyền này oanh liên tục lùi lại, nhưng nhị nha không xuất thủ tiếp, mà quay người rời đi. Dương Diệp gầm thét. Nhị nha. Thân thể nhị nha có chút dừng lại, nhưng rất nhanh, nàng gia tăng tốc độ, biến mất ở trong tinh không. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nàng nhận ra đôi sừng, nhưng thật giống như không biết hắn. Trong tỉnh không, Dương Diệp trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn quay người. Rời đi. Trên đám mây, một nữ tử nhìn chăm chú lên bàn cờ trước mặt, như đang trầm tư. Qua hồi lâu, nữ tử khẽ lắc đầu. Các ngươi để cho ta rất thất vọng. Lúc này đối diện nữ tử xuất hiện một hư ảnh an vị ở trên ghế. Hư ảnh không có trả lời, mà cầm lên một quân cờ đen rơi xuống, khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên. Có chút ý tứ, ta thật có chút xem thường ngươi. Hư ảnh nói. Mấy cái ngươi khác đang gây phiền toái cho ta. Nữ tử cười nói. Đó là ý tứ của ngươi. Hư ảnh nói. Ta giết các nàng được không? Nữ tử cười nhẹ. Chỉ cần ngươi có năng lực, cứ việc giết. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Các nàng cũng là ngươi. Cô gái nói. Là ta, cũng không phải ta, đương nhiên, đây hết thảy nhìn ý nguyện của ta. Hư ảnh nói khẽ. Ngư Kỳ đã nói như thế, ta sẽ giết. Nữ tử cười không nói. Thứ cho ta nói thẳng, bổn tôn ngươi không ra, sợ là khó có thể giết các nàng. Kỳ thật bổn tôn của ngươi có thể ra, ta đã nói rồi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đang kiêng kỵ cái gì chứ? Hư ảnh trầm mặc, cầm lấy một quân cờ rơi xuống. Nữ tử nhìn thoáng qua bàn cờ, cười nói. Đã minh bạch, nguyên lai là lưu lại một tay. Hư ảnh chậm rãi biến mất. Ánh mắt nữ tử rơi vào trên hành đạo kiếm, nàng cười cười. Yên tâm, rất nhanh tiếng kiếm minh của ngươi sẽ vang khắp tam duy vũ trụ và tứ duy vũ trụ, ngươi cũng sắp là một tiếng kiếm minh cuối cùng.
Nói xong nàng đứng dậy đi tới dưới cây khô, nàng ngẩng đầu nhìn, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một bên khác, trong hắc động không biết tên, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, hắc ảnh cứ đứng như vậy, như đang chờ đợi cái gì. Người thần bí. Hắc ảnh này chính là người thần bí của mạt pháp chi địa. Cũng không lâu lắm, ở trước mặt hắn, một hư ảnh lặng yên ngưng hiện. Nữ nhân kia muốn làm cái gì? Người thần bí hỏi. Hư ảnh lạnh nhạt nói. Người cảm thấy thế nào? Người thần bí nói. Người thì sao, tứ duy vũ trụ của ngươi lại muốn làm cái gì? Hư ảnh nói. Làm sự tình giống như ngươi. Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói. Nàng muốn thiện linh và ác linh, không thể để cho nàng lấy được. Hư ảnh nói. Nếu như hiện tại nàng ra tay, không ai có thể ngăn cản được. Người thần bí lắc đầu. Hiện tại nàng không ra tay, hiển nhiên là thời cơ chưa tới, chúng ta phải ở trước đó, đạt được linh tổ và ác linh chi tổ. Coi như không thể thu được, cũng phải trừ khử. Mấy nữ nhân kia hơi phiền toái. Hư ảnh nói. Người thần bí nói. Ta tới ngăn chặn các nàng, Dương Diệp giao cho ngươi, có thể thực hiện không? Hư ảnh trầm mặc một lát, sau đó nói. Có thể. Người thần bí quay người rời đi. Rất nhanh. Hư ảnh kia cũng biến mất. Người thần bí đi ra không gian hắc động, tay phải hắn vung lên, không gian trước mặt vỡ ra, rất nhanh, hắn tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát, hắn xuất hiện ở trong một vùng sao trời, nơi đây, đám người tá mạc đều có mặt. Đáng giá nhắc tới là, Thụ Vô Biên cũng ở đây. Hai tay hắn nhẹ nhàng kéo một phát, rất nhanh, ở dưới chân mọi người xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ, rất nhanh, truyền tống trận bị người thần bí thúc giục. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người biến mất. Ở trong một vùng sao trời khác, Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt các nàng, không gian rung động kịch liệt. Rất nhanh, một đám người xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên. Người tới đúng là đám người thần bí kia. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua đám người thần bí. Không phải là tứ duy vũ trụ. Người thần bí không nói gì, đột nhiên hắn ném ra một vật, rất nhanh. Vật kia ở trên không trung run lên kịch liệt, sau đó nổ bể ra, trong nháy mắt, ở trong không gian tứ duy xuất hiện một bức tường ánh sáng. Bức tường ánh sáng này do đường cong màu đen nhánh ngưng tụ. Bức tường này, phong tỏa không gian xung quanh. Hai mắt Kỳ Bỉ Thiên híp lại. Mục tiêu muốn vây khốn của bọn hắn không phải chúng ta, hẳn là có người muốn hạ thủ với tiểu tử kia. Bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, Thiên Tú khẽ gật đầu. Ngươi lưu lại hay ta lưu lại? Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua người thần bí kia. Sợ là chúng ta ai cũng không đi được, bất quá vẫn phải thử xem. Ngươi đi đi. Thiên Tú không có nói nhảm, quay người kích bắn đi. Một đóa hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú, thoáng qua, đạo đạo hỏa diễm bắn về phía Thiên Tú, hai mắt Thiên Tú híp lại, hai tay giơ lên. Vạn cổ quy khư. Trong nháy mắt, những ngọn lửa ở trước mặt nàng bắt đầu mai một tiêu tán. Thiên Tú không có ra tay, mà tiếp tục kích bắn đi, nhưng ngay lúc này, một tàn ảnh lóe lên. Theo một tiếng nổ vang, Thiên Tú trở về chỗ cũ. Ở trước mặt nàng là người thần bí kia. Hai tay người thần bí khoanh ở trước ngực. Lần này ai cũng không cứu được hắn. Thiên Tú lạnh lùng nhìn người thần bí kia, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tay phải của người thần bí ấn về phía. Trước. Không gian chung quanh run lên kịch. Liệt, rất nhanh, Thiên Tú về lại chỗ cũ. Thiên Tú cúi đầu nhìn bàn tay của mình, giờ phút này, bàn tay của nàng đã trải rộng vết rạn. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, sau một khắc, nàng lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Kỳ Bỉ Thiên cũng biến mất. Theo, Kỳ Bỉ Thiên phóng lên trời, nhưng rất nhanh, trên đỉnh đầu nàng, một đóa hỏa diễm thần bí lặng yên xuất hiện. Trong mắt Kỳ Bỉ Thiên hiện lên lệ khí, tay phải nàng cong thành chảo, sau đó nhấc lên. Cầm thiên. Một chảo nhấc lên, ngọn lửa nổ bể ra, toàn bộ hư không biến thành biển lửa, mà ở trong biển lửa, một hỏa xà không ngừng đánh về phía Kỳ Bỉ Thiên. Bất quá vạn pháp u linh hỏa một lần lại một lần bị đánh lui. Phía dưới, Thụ Vô Biên lạnh lùng nói. Vạn pháp u linh hỏa không phải đối thủ của nàng, mọi người cùng nhau ra tay. Thụ Vô Biên nói xong, đám người tá mạc nhao nhao phóng lên trời. Vây công. Cứ như vậy, Kỳ Bỉ Thiên và Thiên Tú bị ngăn cản. Mà trong lúc này,
Thiên Tú nhiều lần muốn lao ra, nhưng đều bị người thần bí kia cản lại. Giờ khắc này, Thiên Tú cũng nổi giận. Rầm rầm rầm. Trong tinh không, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bên kia, Đồ Sát và Dương Bất Tử còn đang đại chiến, hai nữ đã chiến không biết bao lâu. Mà từ một nơi bí mật gần đó, mấy đạo khí tức thần bí đang chăm chú nhìn hai nữ. Tuy hai nữ cảm ứng được những khí tức ở chung quanh, nhưng các nàng không để ý, bây giờ các nàng đang chiến hăng say. Sau khi Dương Diệp và Nhị Nha phân biệt, hắn nhanh chóng chạy về vị trí của An Nam Tĩnh. Còn tốt, không có chuyện gì. An Nam Tĩnh nói khẽ. Quá bình tĩnh rồi. Dương Diệp gật đầu. Càng bình tĩnh càng không bình thường. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía xa. Có thể có chuyện lớn sắp xảy ra. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang định nói, ngay lúc này, không gian đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày, tay trái của hắn nắm chặt vỏ kiếm. Rất nhanh, ở dưới hai người nhìn chăm chú, mảnh không gian kia đột nhiên xuất hiện bốn quái vật khổng lồ. Dị thú tranh. Ở trên bốn quái vật khổng lồ, còn đứng 12 thị vệ tay cầm trường mâu, mỗi cái hình thể cao lớn, tựa như từng cự nhân. Mà cầm đầu là một hư ảnh. Thấy không rõ bộ dáng. Dương Diệp nói khẽ. Chính chủ đến rồi. An Nam Tĩnh gật đầu. Rất nhanh, hư ảnh kia đi vào trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Sau lưng hắn, bốn con dị thú tranh nhìn chòng chọc vào Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trong mắt tràn đầy hung lệ. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn con dị thú tranh, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía hư ảnh kia. Xưng hô như thế nào? Hư ảnh kia lắc đầu. Không trọng yếu, Dương Diệp, thế cục bây giờ, người có thấy rõ không? Dương Diệp gật đầu. Rất rõ. Hư ảnh kia nói. Mục tiêu của ta không phải ngươi, hai người các ngươi rời đi, chúng ta tuyệt không ra tay, đây là thành ý của ta. Dương Diệp cười nói. Các ngươi rời đi, hai người bọn ta cũng tuyệt không ra tay, ngươi xem coi thế nào. Hư ảnh khẽ lắc đầu. Xem ra là không có cách nào nói chuyện. Nói xong, ở trên đỉnh đầu hắn, một dị thú tranh đột nhiên xông về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Hai mắt Dương Diệp híp lại, lực lượng thân thể của dị thú tranh rất cường đại, ở trong yêu thú, chỉ có Nhị Nha mới có thể chính thức nghiền ép dị thú tranh. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn và An Nam Tĩnh nhìn nhau. Cuối cùng hai người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa. Dị thú tranh bị hai người đánh bay. Nhưng đúng lúc này, hư ảnh kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, Dương Diệp rút kiếm, mà An Nam Tĩnh thì cầm thương đâm về phía trước một cái. Lúc này hư ảnh kia đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, giữa hai tay hắn có hai vòng xoáy màu đen quỷ dị, hai vòng xoáy quỷ dị tiếp xúc tới trường thương của An Nam Tĩnh, lập tức bành trướng. Sau đó nổ bể ra. Trước mặt hư ảnh, An Nam Tĩnh và Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại gần nghìn trượng, mà hai người bọn họ vừa dừng lại, tầm 10 cây trường mâu đột nhiên phá không bắn đến, trực tiếp bao phủ hai người bọn họ. Dương Diệp rút kiếm chém liên tục. Mà ở bên cạnh hắn, trường thương của An Nam Tĩnh vung vẩy, chỉ chốc lát, những trường mâu ở trước mặt bọn hắn nhao nhao bị chảm bay, nhưng hư ảnh kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Về phần bốn con dị thú tranh, đã lao về phía Tam Duy Vũ Trụ. Hiển nhiên, hư ảnh này là muốn ngăn chặn Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng đã nhận ra ý đồ của hư ảnh, hai người không có ham chiến, mà vừa đánh vừa lui. Những dị thú tranh kia vô cùng cường đại, không có hắn và An Nam Tĩnh, vạn giới thành căn bản khó có thể chống cự. Vạn giới thành. Bên ngoài đại điện, Đinh Thược Dược dẫn một đám người ngẩng đầu nhìn hư không. Thời khắc này trên bầu trời, không gian rung rung, một luồng áp lực vô hình không ngừng từ trong vùng không gian kia chấn động xuống. Thời gian dần trôi qua, mảnh không gian kia run rẩy càng ngày càng kịch. Liệt. Phía dưới, Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía một lão giả này đúng là Trận Đạo Tử. Trận Đạo Tử khẽ gật đầu. Đã chuẩn bị xong. Đinh Thược Dược gật đầu. Mọi người chuẩn bị đi. Trong tràng. Tất cả mọi người gắt gao nhìn mảnh không gian kia, bọn hắn biết, đây là trận chiến thứ nhất đúng nghĩa, nhưng cũng có khả năng là trận chiến cuối cùng của bọn hắn. Không có người muốn chết, nhưng đã đến thời điểm này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn liều. Đằng sau, đã không có đường lui. Rất nhanh, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, mảnh không gian kia vỡ ra, ngay sau đó,
một quái vật khổng lồ chui ra. Dị thú tranh. Mà ở phía sau con dị thú tranh này, còn có ba con. Trong nháy mắt, bốn con dị thú tranh xuất hiện ở trong hư không vạn giới thành. Bốn con dị thú tranh mắt nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, bọn nó đáp xuống. Dùng lực lượng của chúng, một khi tiến vào vạn giới thành sẽ hóa thành cho tàn. Bên cạnh Đinh Thược Dược, Trận Đạo Tử vung tay phải, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Ầm. Ngay lúc này, một cột sáng từ trong vạn giới thành phóng lên trời. Ở trong vô số ánh mắt, dị thú tranh xông lên trước nhất bị cột sáng đánh ra ngoài mấy vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Có hiệu quả. Rất nhanh, trong vạn giới thành, lại một cột sáng phóng lên trời, con dị thú tranh thứ hai hiển nhiên có chuẩn bị, dùng móng vuốt của nó vỗ xuống. Ầm. Toàn bộ cột sáng run lên kịch liệt, nhưng dị thú tranh cũng bị đánh bay. Trong vạn giới thành, lại mấy cột sáng bay lên. Rầm rầm. Trên không trung, còn dư lại hai con dị thú tranh cũng bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, bốn con dị thú tranh bại hoàn toàn. Mà ở bên ngoài vạn giới thành, chiến đấu của Dương Diệp và An Nam Tĩnh vẫn còn tiếp tục, hơn nữa là càng chiến càng kịch liệt. Tuy thực lực của Dương Diệp và An Nam Tĩnh cường hãn, nhưng cũng chịu không được hư ảnh và 10 tên thị vệ vây công. Đặc biệt là hư ảnh kia, thực lực mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Trong vạn giới thành, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược thấp giọng nói vài câu, sau đó lui qua một bên. Đinh Thược Dược có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Bọn hắn ở bên ngoài chiến đấu, mệnh cảnh đều đi theo ta. Nói xong, nàng biến mất ở trên bầu trời. Mà trong thành, đám người kiếm vô địch chút không do dự, nhao nhao phóng lên trời. Không đến một hồi, cường giả mệnh cảnh của vạn giới thành đều biến mất. Trong tinh không, rầm rầm. Theo hai tiếng nổ vang, Dương Diệp và An Nam Tĩnh liên tục lùi lại, nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém tới. Mà ở bên cạnh hắn, là An Nam Tĩnh mới vừa rồi bị đẩy lui. Rất nhanh, trong tràng xuất hiện một màn kiếm quang và thương ảnh. Ầm, hư ảnh cầm đầu lùi lại gần trăm trượng, mà ở một bên khác, một thanh hắc kiếm xuyên qua cổ họng của một thị vệ. Xuy, đầu của thị vệ bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, các thị vệ còn lại kinh hãi, nhao nhao lui ra sau hư ảnh. Giờ phút này bọn hắn mới kinh hãi phát hiện, thời điểm đối mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, nếu như không có hư ảnh kiềm chế, bọn hắn cũng có thể bị miểu sát. Xa xa, hư ảnh kia đột nhiên nói. Phi kiếm này của ngươi rất cao minh. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nâng lên. Ầm. Ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, một nắm đấm màu đen rơi xuống. Cùng lúc đó, hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, An Nam Tĩnh cầm thương phóng lên trời, mà Dương Diệp thì xông về phía trước, sau đó rút kiếm chém xuống. Xuy, một kiếm chạm xuống, không gian xé rách. Nhưng một kiếm này lại bị hai bàn tay màu đen gắt gao kẹp lấy. Xoẹt xẹt, vô số kiếm khí và kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Phương Thốn kiếm vực. Thời điểm Dương Diệp phóng ra Phương Thốn kiếm vực, hư ảnh trước mặt hắn khẽ run lên, sau đó trở nên hư ảo. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cầm kiếm quét ngang. Lúc này một bàn tay xuyên qua kiếm, khắc ở trước ngực hắn. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại, nhưng bàn tay màu đen ở trước ngực hắn vẫn tồn tại, không ngừng phá hủy nhục thể của hắn. Giờ khắc này, Dương Diệp quyết đoán bỏ kiếm, hai tay của hắn mãnh liệt nện xuống. Ầm. Một tàn ảnh nhanh chóng thối lui. Mà xa xa, Dương Diệp ngừng lại, vừa dừng lại, khóe miệng hắn đã tràn ra máu tươi. Cách đó không xa, hư ảnh kia đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, mấy chục đạo khí tức từ phía dưới bay lên, chỉ chốc lát, ở sau lưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh xuất hiện chừng 30 người. Đúng là đám người kiếm vô địch. Hai bên giằng co. Hai bên giằng co, từ mặt ngoài lại thấy được bên phía Dương Diệp đã có ưu thế tuyệt đối. Chừng 30 tên cường giả mệnh cảnh cộng thêm Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, không thể nói đội hình này là mạnh nhất trong trời đất này, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Nhưng cái bóng kia phía xa tuyệt đối không rút đi. Lúc này, bốn con dị thú hung ác lại xuất hiện ở không trung trên đỉnh đầu của mọi người. Tuy đại trận trước đó đánh lui bốn con dị thú,
nhưng tuyệt đối không giết được chúng. Trong không trung, một con dị thú trong đó dường như nhận được mệnh lệnh gì, trực tiếp lao từ không trung về phía đám người Dương Diệp. Bên dưới, một luồng kiếm quang phóng lên cao, chính là kiếm vô địch, trong cả vạn giới thành, ngoại trừ An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, không thể nghi ngờ thực lực của kiếm vô địch là mạnh nhất. Mà mọi người cũng đều đi theo sau lưng kiếm vô địch. Cái bóng kia lại để lại cho Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, Dương Diệp đột nhiên giữ nàng lại. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp thấy hắn nói. Nàng đi giúp bọn họ. An Nam Tĩnh nhíu mày, không hiểu. Thực lực của Dương Diệp không thể chống lại người thần bí này. Dương Diệp nói. Nàng đi giúp bọn họ, có thể giải quyết chung trong thời gian nhanh nhất. An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, sau đó xoay người biến mất. Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Dương Diệp. Giống như Dương Diệp nói, nếu như nàng cùng Dương Diệp bị người thần bí này ngăn chặn, trận chiến đấu này không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Mà có nàng giúp đỡ, đám người kiếm vô địch có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết 4 con dị thú hung ác vẫn có những thị cầm trường mâu vệ kia. Đương nhiên, tất cả những điều này phải xem Dương Diệp có thể ngăn chặn cái bóng kia hay không. Đối diện Dương Diệp, cái bóng kia nói. Ngươi muốn ra đại chiêu sao? Dương Diệp không nói gì, khí tức kiếm ý quanh người hắn đột nhiên tăng vọt, không chỉ có vậy, sát ý cũng theo đó xuất hiện ở quanh người hắn. Kiếm đạo ma. Phía xa, cái bóng kia khẽ gật đầu. Thật thú vị. Vừa dứt lời, cái bóng đã lập tức biến mất. Xoẹt. Không gian ở đó run rẩy. Một tàn ảnh đánh về phía Dương Diệp. Tay phải của Dương Diệp chậm rãi cầm chuôi thanh kiếm tổ, trong phút chốc, hắn rút kiếm đột nhiên chém mạnh một phát, nhưng kinh thiên nhất kiếm lại bị hai bàn tay giữ chặt. Vào giờ phút này, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên phát ra một đường kiếm quang chói mắt, một thanh kiếm đen bay ra. Trước mặt Dương Diệp, cái bóng kia hơi nghiêng người, trực tiếp tránh thoát thanh phi kiếm này, cùng lúc đó, hai tay hắn kẹp chặt kiếm của Dương Diệp và đẩy về phía trước. Cái bóng kia đang muốn tiếp tục ra tay. Nhưng một thanh phi kiếm từ phía sau hắn chém tới. Chính là táng mệnh kiếm. Cái bóng dừng bước lại, xoay người đánh ra một quyền. Thanh táng mệnh kiếm trực tiếp bị đánh bay. Khi cái bóng kia xoay người, một thanh kiếm từ đỉnh đầu hắn trực tiếp chém tới. Cái bóng kia không tránh không né, mặc cho một kiếm này chém xuống. Suy! Một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp chém nát cái bóng kia, nhưng Dương Diệp không vui ngược lại kinh sợ. Hắn cầm kiếm chợt quét ngang. Một kiếm này quét ra, Dương Diệp cảm giác được một lực lượng cường đại lan khắp toàn thân hắn. Toàn thân hắn trực tiếp bị chấn động đến ra ngoài mấy nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, ở trước mặt hắn đã có từng bóng tàn lặng lẽ hiện ra. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cái bóng trước mắt này có tốc độ quá nhanh. Nhanh hơn hắn quá nhiều, dùng mắt nhìn thì căn bản không nhìn được. Phải dùng tâm để nhìn. Đúng lúc này, một thanh kiếm từ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên bay ra, sau đó chém về bóng tàn phía trước mặt, nhưng chẳng bao lâu, táng mệnh kiếm ngừng lại, có hai ngón tay đã kẹp lấy nó. Ở dưới hai ngón tay này, táng mệnh kiếm không có cách nào tiến thêm được nữa. Lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên biến mất. Trên không trung của táng mệnh kiếm, một kiếm quang đỏ như máu đánh xuống. Hai ngón tay này đột nhiên buông táng mệnh kiếm ra. Sau đó một quyền đánh về phía kiếm quang màu đỏ tươi kia. Kiếm quang màu đỏ ầm ầm nổ tung, nhưng chẳng bao lâu lại có một đường kiếm quang màu đỏ khác chém tới. Bạo phát thức phong ma kiếm pháp. Giờ phút này, khí thế cùng lực lượng của Dương Diệp đạt tới mức đỉnh phong. Bóng tàn này liên tiếp lui về phía sau, trong giây lát liền lui mấy trăm trượng, nhưng kiếm thế của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, mỗi một kiếm đều sẽ mạnh hơn trước. Lần này là lần đầu tiên Dương Diệp ép ngược lại. Mà bên kia, sau khi có An Nam Tĩnh gia nhập, 4 con dị thú hung ác này cộng thêm 10 tên thị vệ cũng bị áp chế. Một con dị thú hung ác còn đầy những vết thương, đã sắp chết. Cái bóng kia rõ ràng đã ý thức được cảnh tượng này. Đột nhiên, Dương Diệp chém hụt một kiếm, cái bóng trước mặt hắn kia đã không còn. Cùng lúc đó, ở xung quanh hắn xuất hiện 3 cái bóng. 3 cái bóng. Ba cái bóng đột nhiên đồng thời biến mất. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cầm kiếm chợt quét ngang. Suy! Một đường kiếm quang huyết sắc chấn động ra, nhưng chẳng bao lâu, đường kiếm quang màu đỏ này trực tiếp vỡ vụn. Trong phút chốc,
một bàn tay trực tiếp ấn lên trước ngực của Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp lập tức bay ngược đến ngoài vạn trượng, hắn vừa dừng lại, một bóng tàn từ trên đỉnh đầu đánh tới, Dương Diệp vội vàng giơ kiếm chém, lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy kiếm của hắn. Mà vào lúc này, Dương Diệp quyết đoán buông kiếm, hai cánh tay đánh phía trước. Âm. Bóng tàn này lùi lại đến ngoài trăm trượng. Ở trên hai cánh tay Dương Diệp là Hoành Thiên. Giờ phút này, rất nhiều máu của Dương Diệp đều rót vào trong Hoành Thiên, ở. Dưới máu của Dương Diệp kích hoạt, lực lượng Hoành Thiên điên cuồng tăng vớt. Dương Diệp giơ tay nắm chặt, kiếm tổ lại xuất hiện ở trong tay hắn. Lần này, là Hoành Thiên thêm kiếm. To. Cách đó không xa, cái bóng kia nói. Ngươi có không ít con át chủ bài. Làm cho ta, đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái bóng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một con dị thú hung ác đang từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, một nữ tử đứng ở trên đỉnh đầu của nó. Đó chính là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn cái bóng kia, sau đó xoay người lao về phía một con dị thú hung ác khác. Bên kia, 10 thị vệ cũng đã chết 4-5 tên. Có thể nói bên phía cái bóng đã thất bại thảm hại. Cái bóng im lặng trong chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cơ thể hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt. Có thể nói bên phía cái bóng đã thất bại thảm hại. Cái bóng im lặng trong chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, cơ thể hắn đột nhiên chấn động mãnh liệt. Trường mâu xoay tròn, không gian nổ tung từng tấc. Dương Diệp tuyệt đối không phòng thủ, mà lắc người bổ về phía thanh trường mâu này. Rất nhanh, kiếm tổ trong tay Dương Diệp chém ở trên thanh trường mâu này, kiếm tổ cùng thanh trường mâu này trực tiếp giãn nứt, mà lúc này, một thanh kiếm bên thắt lưng Dương Diệp bay ra. Ầm, thanh trường mâu này trực tiếp bị chém nát. Dương Diệp thu hồi kiếm tổ và cầm Táng Mệnh kiếm bổ về phía trước mặt. Ầm, cách đó không xa, cái bóng kia tuyệt đối không cứng rắn đỡ một kiếm này của Dương Diệp, mà lùi về phía sau mấy ngàn trượng, hoàn toàn kéo dài khoảng cách cùng Dương Diệp. Bởi vì bên kia, mấy con dị thú hung ác cùng những thị vệ kia đã bại trận phải rút lui. Hắn còn đánh tiếp, tất cả đều sẽ chết. Cái bóng trực tiếp biến mất, cách đó không xa, đám người An Nam Tĩnh phát hiện ra cảnh tượng như vậy, cũng lui về phía sau. Hai bên lại kéo dài khoảng cách tương đối xa. Dương Diệp liếc nhìn cái bóng. Cút về. Cái bóng khẽ lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Nói xong. Không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất nhanh liền có một đường khí tức cường đại không ngừng từ trong không gian chấn động lao ra. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều trở nên nghiêm trọng. Dương Diệp đột nhiên nói. Lui về. Mọi người gật đầu và đều lùi về phía sau. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp lại đi sau cùng. Chỉ trong giây lát, đám người kiếm vô địch đã đều lui về vạn giới thành. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng đang lui về phía sau. Chẳng biết tại sao, cái bóng kia không ra tay ngăn cản. Không biết qua bao lâu, không gian xung quanh hắn đột nhiên tách ra, rất nhanh liền có từng yêu thú khổng lồ từ trong đó chui ra. Trong đó, có dị thú hung ác, còn có một vài yêu thú không biết tên, ngoài ra còn có một vài thị vệ cầm trường mâu trong tay. Rất nhanh, trên không trung của cả vạn giới thành bị những bóng dáng khổng lồ bao trùm. Một luồng áp lực vô hình bao phủ cả vạn giới thành. Trong vạn giới thành, vô số người ngẩng đầu nhìn đàn thú cùng các cường giả phía chân trời kia. Đây là trận quyết chiến cuối cùng sao? Lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở trên không trung vạn giới thành, cái bóng kia nhìn xuống bên dưới. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Dương Diệp, các ngươi giao ra Dương Diệp, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Chúng ta cho các ngươi một canh giờ để suy nghĩ. Sau một canh giờ, nếu không giao ra Dương Diệp, chúng ta sẽ san bằng cả vạn giới thành. Trong vạn giới thành, Dương Diệp lạnh lùng liếc nhìn không trung, sau đó dẫn theo mọi người trở lại đại điện. Trong đại điện, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người. Các ngươi thấy thế nào? Ninh Thược Dược im lặng. Lúc này, nàng không thích hợp lên tiếng. Lúc này, Lưu Uyên đột nhiên nói. Đương nhiên là đánh với bọn họ một trận. Ta tin tưởng không ai sẽ tin vào chuyện hoang đường của hắn. Hoàng Doanh khẽ gật đầu. Giao ra Dương Huynh, khi đó chúng ta chính là tự chui đầu vào giỏ, bởi vì khi đó, chúng ta chính là thịt nằm trên thớt của bọn họ muốn cắt thế nào thì cắt. Ở đó, các cường giả mệnh cảnh đều gật đầu.
Lời cái bóng kia nói, đơn giản chính là muốn phân hóa quan hệ giữa Dương Diệp cùng bọn họ, nếu như bọn họ thật sự tin lời của đối phương, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Lúc này, một lão già nhìn về phía Dương Diệp. Thành chủ, chúng ta nên làm thế nào? Lần này, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta chết. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Trận lão, trận đạo tử đi ra. Dương Diệp nhìn về phía trận đạo tử. Chuẩn bị trận pháp xong chưa? Trận đạo tử gật đầu. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi thôi, chúng ta ra tay trước. Mọi người. Ra tay trước. Không thể không nói, tất cả mọi người ở đó vẫn còn có chút sửng sốt. Rõ ràng, trước đó cái bóng kia thể hiện ra thực lực đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người. Sao vậy? Ở đó có một số người muốn nói lại thôi. Dương Diệp tuét miệng cười. Chúng ta không chủ động xuất kích, chờ bọn họ xuống thì kết quả cũng giống như vậy. Khác nhau là chúng ta ra tay trước sẽ chiếm chủ động. Các ngươi thấy thế nào? Ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Cứ như vậy, đoàn người đều đi ra khỏi đại điện, rất nhanh đã có hơn 10 đường khí tức cường đại phóng lên cao. Dẫn đầu là một luồng kiếm quang. Trên không trung của vạn giới thành, cái bóng dẫn đầu kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào bên dưới, sau lưng hắn có khoảng chừng 16 con dị thú hung ác, ngoài ra còn có vài con yêu thú cường đại, số lượng cộng lại ít nhất cũng khoảng 10 con. Không chỉ vậy, còn có chừng 20 thị vệ cầm trường mâu trong tay, mặc áo giáp màu vàng. 20 thị vệ mặc áo giáp màu vàng có hình thể cao lớn khác thường, ít nhất gấp mấy lần con người bình thường. Cái bóng khẽ lắc đầu. Tự tìm chết. Vừa dứt lời, hắn đang muốn ra tay, mà vào lúc này, đám người Dương Diệp bên dưới đột nhiên ngừng lại. Rất nhanh, đám người Dương Diệp tách ra hai bên. Bên dưới trong vạn giới thành, trận đạo tử đột nhiên ném ra một cây cờ màu vàng, rất nhanh, cây cờ này hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng tản ra trên không trung. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả vạn giới thành chấn động mạnh, ngay sau đó có một cột ánh sáng màu vàng lớn gần nghìn trượng từ trong vạn giới thành phóng lên cao. Cột ánh sáng màu vàng phát ra khí tức mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người ở đó đều chấn động. Cho dù là Dương Diệp cũng có chút bất ngờ, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn cản được cột ánh sáng này. Đương nhiên, trận pháp này mạnh như vậy, đối với bọn họ là một chuyện tốt. Đúng lúc này, cái bóng kia đột nhiên xuất hiện ở trước cột ánh sáng màu vàng, hắn đánh một chưởng về phía cột ánh sáng màu vàng kia. Cả cột ánh sáng run lên kịch liệt. Đồng thời bị ép phải cứng rắn ngừng lại, nhưng tuyệt đối không tiêu tan. Tuy nhiên, trong lòng bàn tay của cái bóng kia có một lực lượng cường đại đang liên tục chấn động ra. Ở dưới sự kích thích của lực lượng này, cột ánh sáng màu vàng đang rạn nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên nói. Chính là lúc này, mọi người lên. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp lao về phía một con dị thú hung ác. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Đám người An Nam Tính cũng ào ào lao tới. Bây giờ cái bóng kia bị trận pháp ngăn chặn, không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt nhất đối với bên phía bọn họ. Nhưng những dị thú hung ác cùng những thị vệ mặc áo giáp màu vàng mạnh mẽ vượt quá dự đoán của Dương Diệp. Cho dù không có người thần bí kia, bên phía bọn họ cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Đặc biệt là những thị vệ mặc áo giáp màu vàng có thực lực cao hơn so với mọi người trong vạn giới thành. Gần 3 gã cường giả mệnh cảnh bên phía vạn giới thành mới có thể đối đầu với một người. Tình thế bất lợi. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp bóp nát một truyền âm phù. Trong vạn giới thành bên dưới, trận đạo tử nhíu mày và im lặng, sau đó hắn đi tới một gian mật thất. Trong mật thất là từng vòng tròn màu xanh lam, số lượng khoảng chừng hơn mấy vạn cái. Trận đạo tử bấm một thủ ấn kỳ lạ, sau đó khẽ nói. Khởi động. Trong mật thất, những vòng tròn màu xanh lam lập tức nhanh chóng xoay tròn. Ầm 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 ầm. Bên ngoài, cả vạn giới đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh liền có từng chùm tia sáng rất lớn từ các nơi phóng lên cao, khi đi tới trong không trung, những chùm tia sáng trực tiếp xé rách không gian và lao tới trên không trung của vạn giới thành. Gần mấy vạn chùm tia sáng tập trung trên bầu trời vạn giới thành, cảnh tượng như vậy thật đồ sộ. Mà lúc này, khí tức quanh cái bóng kia đột nhiên tăng vọt. Cột ánh sáng màu vàng kia trực tiếp nổ tung ra. Cái bóng kia không ra tay,
mà là hắn cùng những dị thú hung ác cùng với những thị vệ phía sau lùi lại vạn trượng, nhưng tốc độ của những chùm tia sáng lại nhanh hơn. Cái bóng kia đột nhiên biến mất. Xoẹt. Ở trước mặt chùm tia sáng kia, một lưới lôi điện rất lớn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, rất nhiều lôi điện giống như cuồng phong mưa rào lao về phía những chùm tia sáng. Rầm rập. Trên không trung của cả vạn giới thành, rất nhiều chùm tia sáng cùng lôi điện đan xen nổ mạnh, phía chân trời lập tức bị nhấn chìm. Dương Diệp dẫn theo mọi người liên tục lùi lại phía sau, bởi vì những vụ nổ mạnh phát sinh ra sóng khí thật sự có chút kinh người, tuy bọn họ không khiếp sợ, nhưng không muốn lãng phí sức lực ở trên những sóng khí này. Cứ như vậy, tất cả không trung chấn động gần một giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà đám người của cái bóng kia vẫn tồn tại. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đám người thần bí kia, rất nhanh, hắn đi tới cách bọn họ chừng 10 trượng. Tiếp tục chiến đấu chứ? Cái bóng khẽ gật đầu. Chiến! Vừa dứt lời, tay phải hắn giơ ra và sau đó kéo nhẹ. Suy! Không gian nơi đó bị xé rách, ngay sau đó, một lôi điện màu đen rất lớn bị hắn cứng rắn kéo ra ngoài. Cái bóng kéo lôi điện kia và ném mạnh về phía vị trí của Dương Diệp. Suy 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 suy! Lôi điện đốt cháy không gian đi qua. Hai mắt Dương Diệp híp lại và đang muốn ra tay, mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên lóe lên bên cạnh hắn. Đó chính là An Nam Tĩnh. Trong tay An Nam Tĩnh cầm chiến mâu trực tiếp đâm vào trên lôi điện này. Ầm, lôi điện kia run rẩy, nhưng chẳng bao lâu liền có rất nhiều lôi điện nhỏ như sợi tóc bắn nhanh về phía An Nam Tĩnh. Mà vào lúc này, một mảnh kiếm quang ngoan độc chém đến. Ầm 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 ầm. Trong giây lát, những sợi lôi điện này trực tiếp bị kiếm quang chém hết. Nhưng từng lôi điện lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt hai người, mà phía sau chính là cái bóng kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều trở nên nghiêm trọng. Cái bóng kia đột nhiên bấm tay bắn về phía vạn giới thành bên dưới. Xuất! Trong nháy mắt, rất nhiều lôi điện giống như từng con rồng lớn lao nhanh về phía vạn giới thành bên dưới. Giờ phút này, trên không trung của cả vạn giới thành đã bị những lôi điện màu đen bao trùm. Trong mật thất, trận đạo tử rõ ràng đã phát hiện ra cảnh tượng như vậy, trong mắt hắn chợt lóe lên một sự tàn ác, trận pháp đấu với trận pháp sao? Vậy thì tới đi. Nói xong, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, gần như tất cả vòng ánh sáng màu xanh lam trong mật thất đều xoay tròn kịch liệt. Giờ phút này, tất cả trận pháp được trận đạo tử bố trí ở vạn giới đều bị khởi động. Vạn giới chấn động. Rất nhanh, trên không trung của vạn giới thành xuất hiện một màn ánh sáng rất lớn màu vàng che phủ cả vạn giới thành. Ngoài ra, bên ngoài không gian của màn ánh sáng đột nhiên tách ra, ngay sau đó có rất nhiều chùm ánh sáng màu vàng từ trong đó vọt ra. Trong nháy mắt, tất cả phía chân trời trở thành chiến trường của những chùm tia sáng và lôi điện. Mà ở trên chiến trường nơi này còn có một chiến trường khác. Đám người Dương Diệp cùng đám người của cái bóng kia đã lại chiến đấu với nhau. Không bao lâu, bên phía vạn giới thành đã bắt đầu có người ngã xuống. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ không ngừng bao vây tấn công cái bóng kia, nhưng cái bóng kia lại có thể hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên tục lui lại. Ở trước mặt bọn họ, một roi lôi điện màu đen tuyền mang theo từng tiếng rít chói tai quét ngang đến. An Nam Tĩnh đang muốn ra tay, lúc này, Dương Diệp ngăn cản nàng. Nàng đi giúp bọn họ đi. Không có An Nam Tĩnh cùng hắn, bên phía vạn giới thành căn bản không phải là đối thủ của vũ trụ bốn chiều. Thực lực hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. An Nam Tĩnh hơi trầm ngâm, rất nhanh, nàng xoay người biến mất. Trong chớp mắt này, người Dương Diệp lập tức đỏ lên. Kiếm đạo ma. Tay phải hắn nắm thật chặt chuôi kiếm bên thắt lưng, khi lôi điện kia cách hắn chỉ có một trượng, hắn đột nhiên phóng người lên, sau đó rút kiếm chém một phát. Suy, một kiếm chém xuống, lôi điện kia trực tiếp bị cắt ra làm hai, mà lúc này, một tàn ảnh kéo tới. Táng mệnh bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên bay ra. Lúc này bóng tàn này ngừng lại, tiếp theo, tay phải hắn trực tiếp cầm thanh táng mệnh này. Nhưng một đường kiếm quang lại chém đến đỉnh đầu hắn. Tàn ảnh nắm táng mệnh đưa ngang mấy phần, ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp. Nhưng cái bóng kia lại bị một kiếm này chấn động từ không trung nhanh rơi xuống. Mà trên không trung, Dương Diệp rút kiếm chém liên tục. Bạo phát thức phong ma kiếm pháp. Trong nháy mắt, Dương Diệp cũng không biết mình rốt cuộc chém bao nhiêu kiếm.
Cùng lúc đó, Táng Mệnh kiếm trong tay cái bóng kia đột nhiên thoát ra, trực tiếp chém về phía đầu của cái bóng. Cái bóng kia đột nhiên lùi lại mấy trăm trượng, tránh thoát hai kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn ra tay, cái bóng kia đột nhiên chắp hai tay lại trước ngực. Ầm. Không gian xung quanh Dương Diệp nổ tung, ngay sau đó từng thần lôi màu đen giống như một tấm lưới lớn trực tiếp bao quanh Dương Diệp, cùng lúc đó, phía sau những thần lôi kia là một cái miệng khổng lồ theo sát tới. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn lùi về phía sau một bước, sau đó hai tay cầm kiếm cắm xuống trước mặt. Kiếm vực. Đã rất lâu rồi hắn mới lại thi triển ra kiếm vực. Trong nháy mắt, tất cả kiếm vực bao phủ tất cả thần lôi cùng với miệng máu khổng lồ xung quanh hắn. Ngoài ra, ở bên trong kiếm vực có rất nhiều kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Xuy 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 sai. Trong kiếm vực có kiếm quang cắt ngang dọc, không bao lâu thần lôi đều bị kiếm quang chém hết, nhưng ở đó lại xuất hiện một miệng máu cực lớn. Những kiếm quang không làm gì được nó. Cùng lúc đó, cái bóng kia đột nhiên biến mất. Trước sau đều có địch. Khóe miệng Dương Diệp cong lên đầy hung ác và đang muốn liều mạng, mà vào lúc này, một bóng trắng chợt lóe lên. Ầm, cái bóng vốn biến mất đã trở về vị trí cũ. Rất nhanh, bóng trắng này đi tới trước cái miệng khổng lồ, cầm kiếm lóe lên. Xuy 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 xuy. Trên miệng khổng lồ, rất nhiều vết kiếm lặng lẽ xuất hiện, chỉ trong giây lát, cái miệng khổng lồ này phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó liên tục lui lại. Trước mặt Dương Diệp có một nữ tử váy trắng đang đứng. Chính là Thiên Mệnh váy trắng. Nữ tử váy trắng để tay trái ở sau người. Tay phải cầm kiếm lạnh lùng nhìn cái bóng cách đó không xa. Lão đại không quản các ngươi thì ta quản. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên, một mảnh kiếm quang chấn động ra. Cách đó không xa, đầu của mấy con dị thú hung ác lập tức bay ra ngoài, cùng lúc đó, cái bóng kia còn bị một mảnh kiếm quang ép cho liên tục lui lại mười mấy trượng. Theo nữ tử váy trắng biến mất, đầu của năm sáu gã thị vệ cầm trường mâu phía xa cũng trực tiếp rời khỏi cơ thể. Trong nháy mắt, bên phía cái bóng bị tổn thương nặng nề. Đúng lúc này, trên đám mây nào đó có một giọng nói truyền đến. Ba hơi thở, nếu ngươi vẫn ở giới này, ta sẽ giết ngươi. Vừa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người. Hành đạo kiếm. Nữ tử váy trắng liếc nhìn hành đạo kiếm, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng bấm tay bắn ra, một cuốn sách rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là thứ cuối cùng ta để lại cho ngươi. Sau khi vừa dứt lời, toàn thân nữ tử váy trắng đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Đốt hồn. Không phải nàng năm đó. Một. Theo thanh hành đạo kiếm xuất hiện, ở đó lập tức trở nên yên tĩnh. Mà giây phút khi thấy nữ tử váy trắng đốt hồn, đám người của cái bóng kia lại lùi lại nhanh hơn. Có thể nhìn ra được, bọn họ rất kiêng kỵ. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt. Trực tiếp thi triển ra kiếm vực mạnh mẽ chân áp ngọn lửa trên người nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn thanh hành đạo kiếm, thoáng cái, nàng cầm kiếm phóng lên cao. Mà ngọn lửa trên toàn thân nàng đã chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Trong không trung, hành đạo kiếm đột nhiên bắn xuống nhanh như điện. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy hai đường kiếm quang giống như hai lưu tinh bốc cháy va chạm vào nhau theo cách thức kịch liệt nhất. Am, trong không gian trên đỉnh đầu của mọi người có rất nhiều kiếm khí đột nhiên chấn động ra, tất cả mọi người ở đó đều lùi lại, những kiếm khí chấn động ra thật sự quá mớn khủng khiếp. Nhưng chẳng bao lâu, không gian kia bình tĩnh lại, chỉ trong giây lát liền thấy một nữ tử từ trong không trung rơi nhanh xuống. Đó chính là nữ tử váy trắng. Chỗ sau lưng nàng có máu tươi giống như một dòng suối nhỏ chảy ra. Mà ở cách đỉnh đầu của nữ tử váy trắng khoảng trăm trượng. Hành đạo kiếm trực tiếp hạ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp đại biến, vội vàng vọt tới trước mặt nữ tử váy trắng, tay phải hắn đỡ lấy vòng eo của nàng và trực tiếp đưa nàng đến bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, hành đạo kiếm đã đi tới đỉnh đầu hắn. Dương Diệp hoạt động cổ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm đen. Táng mệnh kiếm kìm chế kiếm của thiên mệnh. Lần này, hắn muốn xem thử táng mệnh kiếm có thể kìm chế hành đạo kiếm hay không. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái. Ầm, mảnh không gian dưới chân hắn trực tiếp vỡ vụn. Mà bản thân hắn lại cầm kiếm phóng lên cao. Ở trong ánh mắt của vô số người, kiếm của Dương Diệp đâm vào trên mũi kiếm của hành đạo kiếm. Hai đầu kiếm đối nhau. Hai kiếm vừa mới tiếp xúc,
một kim loại chói tai vang lên trong không trung làm màng nhĩ của mọi người ở đó đau đớn, mà Dương Diệp đứng mũi chịu sào còn bị thất khiếu chảy máu. Răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng vỡ giòn tan đột nhiên vang lên. Kiếm nứt ra. Tất cả mọi người nhìn về phía hai thanh kiếm này, sắc mặt đám người kiếm vô địch lập tức trầm xuống. Bởi vì kiếm gãy là táng mệnh kiếm. Lúc này, Dương Diệp từ trong không trung nhanh chóng rơi xuống, hành đạo kiếm cũng không truy kích, mà xoay người biến mất ở cuối chân trời. Đám người kiếm vô địch vội vàng đỡ lấy Dương Diệp, lúc này, toàn thân Dương Diệp đầy những vết kiếm, từng vết kiếm lại giống như cắt qua Dương Diệp, vô cùng kinh người. Phía xa, cái bóng kia tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn đang muốn ra tay. Đúng lúc này, một đường khí tức cường đại đột nhiên từ bên phải kéo tới. Cái bóng kia quay đầu, lúc này đã có một bóng người đi tới trước mặt của hắn, cùng lúc đó, một nắm đấm đã đánh về phía đầu hắn. Cái bóng cũng nắm chặt nắm đấm, sau đó đánh ra một quyền. Hai bóng người chỉ vừa va chạm đã tách ra, cách nhau mấy trăm trượng. Đối diện cái bóng là một nữ tử, đó chính là Dương Bất Tử. Nhìn thấy Dương Bất Tử, cái bóng kia gằn giọng nói. Đáng chết! Vừa rồi lão đại thiên mệnh ra tay. Đúng là thời điểm tốt nhất để hắn giải quyết Dương Diệp cùng Vạn Giới Thành, nhưng hắn không ngờ được nửa đường lại có một Dương Bất Tử xông ra. Đúng lúc này, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên truyền ra một giọng nói. Mau lui lại! Là giọng nói người thần bí kia. Nghe được tiếng nói này, cái bóng kia vốn có chút do dự, lúc này đã xoay người dẫn theo người của mình biến mất. Tới nhanh, lui cũng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Bọn họ liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Dương Bất Tử không đuổi theo, nàng nhìn nắm đấm của mình, trên nắm đấm đã cháy đen một mảnh. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn qua phía xa, im lặng một lát lại quay đầu nhìn về phía đám người An Nam Tĩnh. Người này không đơn giản, bảo tiểu tử kia nhanh chóng khôi phục. Nói xong, nàng xoay người biến mất. Một phía khác, cuộc chiến đấu giữa đám người Mạt Pháp cùng Thiên Tú, Kỳ Bỉ Thiên đã ngừng lại. Nói chính xác là hai nàng Kỳ Bỉ Thiên đã thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến cái bóng kia vội vàng rời đi, một khi hai nàng chạy trở về, cộng thêm Dương Bất Tử, bọn họ gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Quyết đoán lui đi. Trong tinh không, người thần bí nhìn chăm chú vào phía trước, không biết đang nhìn gì. Lúc này, Thụ Vô Biên ở bên cạnh hắn đột nhiên nói. Hai nàng này có thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như ngươi không để lộ ra thực lực chân chính, chúng ta chống lại các nàng cũng không có gì phần thắng. Người thần bí khẽ nói. Ta chỉ muốn ngăn chặn các nàng, chưa từng muốn giết các nàng. Cho dù là Dương Diệp, nếu không phải Vạn Bất Đắc Dĩ, ta cũng không muốn giết hắn. Vì sao? Thụ Vô Biên có chút không hiểu. Đám người bên trái cũng nhìn về phía người thần bí. Người thần bí khẽ nói. Đừng quên kẻ địch của các nàng cùng Dương Diệp là chúng ta, nhưng cũng là thiên mệnh. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ phải chống lại thiên mệnh. Vì sao không liên thủ? Tá Mạc đột nhiên hỏi một câu. Người thần bí lắc đầu. Không phải người cùng một đường. Hơn nữa, ta cần phải linh tổ này. Tá Mạc trầm giọng nói. Buông tha linh tổ và liên thủ cùng bọn họ, nhất định có thể đánh một trận cùng thiên mệnh. Dương Diệp không phải là một người. Mà là cả vũ trụ ba chiều, hơn nữa còn có loại cường giả như Kỳ Bỉ Thiên cùng với Thiên Tú giúp đỡ. Có thể nói, nếu như liên thủ với Dương Diệp, bọn họ muốn đối đầu với thiên mệnh, cũng không phải là chuyện không thể làm được. Người thần bí lắc đầu cười. Các người suy nghĩ quá đơn giản. Nói xong, hắn chỉ tay lên đỉnh đầu. Nếu như bây giờ chúng ta cùng Dương Diệp liên thủ, kết quả là nàng từ đám mây này tới, sau đó tất cả mọi người đều chết. Không thể đánh một trận sao? Tá Mạc hỏi. Người thần bí khẽ nói. Biết cái bóng kia là ai không? Hắn tên là Diêm Quân, dùng đẳng cấp vũ trụ ba chiều của chúng ta để nói, hắn thuộc về phá mệnh cảnh thật sự, hơn nữa còn là phá mệnh cảnh đỉnh phong, nhưng vô số năm qua, hắn vẫn bị nữ tử kia trấn áp. Cho đến tận bây giờ, bản thể của hắn cũng không dám ra ngoài vũ trụ bốn chiều. Cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong. Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Lẽ nào cứ tiếp tục như thế sao? Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Lẽ nào cứ tiếp tục như thế sao? Người thần bí lắc đầu. Chờ một cơ hội thích hợp nhất. Lúc nào mới là thích hợp nhất? Lệ Đế trầm giọng hỏi. Người thần bí khẽ nói.
Chúng ta, đám người Dương Diệp, vũ trụ bốn chiều bọn họ. Chờ xem trong ba bên chúng ta có ai không nhịn được tìm nàng liều mạng trước. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không này. Nếu như ta không đoán sai, không quan tâm nàng đang mưu đồ gì, nhưng cũng sắp đến rồi. Có thể nàng đang đợi Thiện Linh, chắc là như vậy, từ lúc mới bắt đầu, nàng đang ép Thiện Linh cùng Ác Linh nhanh chóng trưởng thành. Như nàng mong muốn, Ác Linh đã khôi phục 7-8 phần. Mà Thiện Linh, chắc hẳn cũng sẽ nhanh thôi. Khi Thiện Linh cùng Ác Linh hoàn toàn khôi phục, tất cả sẽ phải kết thúc. Thụ Vô Biên trầm giọng nói. Nàng muốn bản thể thần thụ của ta, lại muốn trí âm, trí dương, còn có thiên tâm, địa tâm. Bây giờ lại muốn trí thiện trí ác, nàng rốt cuộc định làm gì? Người thần bí khoanh hai tay trước ngực. Khi Thiện Linh cùng Ác Linh hoàn toàn khôi phục, chúng ta sẽ biết thôi. Lúc này, cái bóng kia đột nhiên xuất hiện ở trước đám người thần bí không xa. Cái bóng trầm giọng nói. Các ngươi vẫn không ngăn cản được mấy nữ nhân kia sao? Người thần bí lắc đầu. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, đi thôi, tìm một chỗ thương lượng chuyện kế tiếp. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người xoay người rời đi. Cái bóng kia im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn đi theo. Vạn giới thành. Giờ phút này, vạn giới thành đã khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng bầu không khí bên trong vẫn rất nặng nề. Bởi vì Dương Diệp không rõ sống chết thế nào. Thậm chí, có người đồn là Dương Diệp đã chết. Có thể nói, bây giờ lòng người trong vạn giới thành lại bắt đầu bàng hoàng. Bên ngoài đại điện có hơn 20 tên cường giả mệnh cảnh đang đứng. Người cầm đầu chính là Kiếm Vô Địch. Lúc này, 20 người này đều đang đợi. Đương nhiên, vẻ mặt bọn họ cũng rất nghiêm trọng, bởi vì một khi thật sự truyền đến tin tức Dương Diệp chết, sợ rằng trong giây lát cả vạn giới thành liền sẽ tan rã. Dương Diệp còn, vạn giới thành ổn. Trong điện không có một bóng người. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nằm ở trên phi thăng đài, ở bên cạnh hắn là Tiểu Bạch, còn có Tô Thanh Thi cùng với đám người Đinh Thược Dược. Mà nằm ở bên phải Dương Diệp chính là nữ tử váy trắng kia. Toàn thân Dương Diệp tập trung rất nhiều Hồng Mông tử khí, ngoài ra còn có một huyền khí cùng với đủ loại linh khí trời đất. Được những huyền khí này chữa trị, những vết thương trên người của Dương Diệp bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng rất chậm. So với trước kia, đơn giản là chênh lệch một trời một vực. Đương nhiên, khác với trước đây, lần này là vết kiếm do hành đạo kiếm lưu lại. Khi thấy vết thương trên người Dương Diệp đang dần dần khôi phục, tất cả mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Đinh Thược Dược cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi tin tức của nàng. Nàng không dám tưởng tượng được, nếu như Dương Diệp thật sự ngã xuống, cả vạn giới thành sẽ biến thành thế nào. Thật may là hắn tỉnh lại. Dương Diệp mở mắt, lúc này, Tiểu Bạch thoáng cái lại nhào tới, hai móng nhỏ của nàng ôm thật chặt cái cổ của Dương Diệp, đầu không ngừng cọ cọ vào cằm của hắn. Dương Diệp tuét miệng cười. Vật nhỏ. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch chậm rãi đứng lên. Hắn liếc nhìn các nàng, cười nói. Cho làm cho các nàng phải lo lắng rồi. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu. Không sao là tốt rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó liếc nhìn vết thương trên người mình, giờ phút này, trên thân hắn vẫn rải rác những vết kiếm. Kiếm thật mạnh. Vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng. Lúc trước, khi hắn cứng rắn đỡ một kiếm của lão đại thiên mệnh, hắn mới phát hiện ra thực lực của nữ tử kia còn đáng sợ hơn hắn tưởng. Tuy nhiên, lần này có thể nói là hắn có thu hoạch rất lớn. Cứng rắn đỡ một kiếm kia, hắn lại phát hiện ra một phương hướng mới ở trên phương diện kiếm đạo. Vẫn là câu nói kia, mỗi lần bị đánh bại, hắn mới có thể phát hiện mình rốt cuộc thiếu sót ở chỗ nào. Khi bị thiên mệnh đánh bại, cảm ngộ này càng thêm sâu sắc. Thu hoạch mạch suy nghĩ, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng này. Nàng không sao chứ? Lúc này, nữ tử váy trắng mở mắt, nàng mờ mịt nhìn bầu trời sao. Tất cả mọi người không nói gì. Sau một lúc lâu, nữ tử váy trắng khẽ nói. Nàng thật sự dám giết ta. Nàng đã không phải là nàng năm đó, càng không phải là ta năm đó. Mọi người xung quanh đều lui lại, chỉ còn Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhất định sẽ không lùi lại. Nữ tử váy trắng chậm rãi đứng dậy, ở trước ngực và bụng của nàng vẫn còn nguyên vết kiếm. Nữ tử váy trắng khẽ cười. Ta phải đi rồi. Đi sao? Dương Diệp nhíu mày.
Vì sao, ý của ta là vì sao không ở lại đây chữa thương cho lành đã? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Ta ở lại chỗ này chính là ép nàng ra tay. Dương Diệp im lặng. Tiền bối vừa nói vậy là có ý gì? Nữ tử váy trắng hơi tầm ngâm, sau đó nói. Nàng dám giết ta có nghĩa là nàng có lẽ không muốn dung hợp. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nàng không muốn trở thành ta thời cơ chư đỉnh phong, hoặc nói nàng đã thật sự vượt qua thời kỳ đỉnh phong của ta, có thể còn mạnh hơn. Dương Diệp im lặng. Nữ tử váy trắng khẽ nói. Ngươi biết KT lai lịch của ta sao? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng khẽ cười. Ta cũng là một người bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Nói đến ngươi có lẽ không tin, khi ta 24 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Bởi vì thời đại kia, thiên đạo bất nhân, vạn vật muôn dân chăm họ giống như con kiến hôi. Một thời đại rất đen tối. Ánh mắt nàng rơi vào trên người của Dương Diệp. Biết vì sao năm đó ta cường đại như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử váy trắng cười nói. Tình, đạo của ta thật ra cùng một đạo với ngươi. Bây giờ, nàng, có khả năng vượt qua đạo tình. Dương Diệp. Nữ tử váy trắng xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Trước khi bản tôn của ta phân giải, ta thật sự rất muốn bảo vệ tốt thế giới này, khi đó ta có thể ở bên ngoài trấn áp vũ trụ 4 chiều. Bên trong ổn định vũ trụ 3 chiều, cũng có thể nói L cân đối 2 vũ trụ. Nhưng ta quá mạnh mẽ, mạnh đến mức vũ trụ này đã không chịu nổi lực lượng của ta, cho nên ta tự mình phân giải. Trong 4 người chúng ta, nàng là mạnh nhất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía này mảnh không trung. Ngươi biết không, vừa rồi, ta thậm chí không đỡ nổi một kiếm của nàng. Điều này chứng minh thực lực của nàng không kém hơn so với thời kỳ đỉnh phong của ta lúc trước. Hơn nữa. Bây giờ nàng còn có thể di chuyển ở giữa vũ trụ 3 chiều cùng vũ trụ 4 chiều mà không ảnh hưởng tới 2 vũ trụ này, điều này có nghĩa là... Nói đến đây, nàng không nói nữa. Dương Diệp cười gượng. Nói như vậy, chúng ta là chết chắc rồi sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Liều mạng thì có lẽ có lối ra. Nàng vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, khẽ nói. Cố gắng lên. Nói xong. Nữ tử váy trắng đã rời khỏi Hồng Mông Tháp. Phi thăng đài, Dương Diệp im lặng không nói. Giờ phút này hắn đã thật sự ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nữ tử kia chắc chắn có mưu đồ rất lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là đối phương muốn Tiểu Bạch cùng Nhị Nha. Chí thiện chí ác. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không trung. Tiểu Bạch cùng Nhị Nha, chính là mạng của hắn. Hắn không muốn để cho các nàng có việc gì, nên nhất định phải liều mạng. Im lặng một lát, Dương Diệp trở lại bên trong phòng tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó đặt kiếm tổ ở trên đầu gối của mình và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn chỉ còn một kiếm trước đó. Táng mệnh kiếm kìm chế thiên mệnh kiếm. Nhưng ngay vừa rồi khi hắn dùng táng mệnh kiếm liều mạng cùng hành đạo kiếm, táng mệnh kiếm của hắn lại hoàn bại. Kìm chế. Dương Diệp khẽ lắc đầu, căn bản không tồn tại điều này. Sự thật chứng minh kiếm cuối cùng mạnh mẽ là vì người. Cũng không phải táng mệnh kiếm kém hơn hành đạo kiếm, nguyên nhân chủ yếu nhất là Dương Diệp hắn yếu hơn so với lão đại thiên mệnh. Dưới tình huống này, hắn lấy kiếm gì cũng không có tác dụng. Ngoài ra, trong giao đấu, hắn phát hiện ra lực lượng kiếm đạo của lão đại thiên mệnh. Một loại lực lượng kiếm đạo chí thuần chí chân. Trong một chớp mắt này, hắn rốt cuộc biết tại sao kiếm tổ của mình cùng mình vẫn thiếu một chút nữa mới đạt tới phàm kiếm. Chút chệch lệch này chính là cực hạn. Bên trong phòng tu luyện, Dương Diệp giống như lão tăng nhập định. Một người một kiếm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Theo Đinh Thược Dược ra khỏi Hồng Mông Tháp, đám người bên ngoài đại điện đều tràn vào trong. Đinh Thược Dược liếc mắt nhìn mọi người, sau đó khẽ nói. Không sao. Nghe vậy. Tất cả mọi người ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Mọi người cũng đừng lơ là thiếu cảnh giác, bây giờ đối diện của chúng ta còn có vũ trụ 4 chiều, người thần bí ở vùng đất mạt Pháp, cùng với thiên mệnh, nói trắng ra, tương lai của mọi người vẫn mờ mịt chưa rõ. Hoàng Doanh khẽ gật đầu. Lời Đinh cô nương nói, chúng ta tất nhiên đều hiểu, nhưng có Dương Huynh, mọi người ít nhất sẽ yên tâm hơn. Về phần sau này cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo ý trời thôi. Mọi người đều gật đầu, đến thời điểm này, bọn họ ngoại trừ liều mạng ra cũng không bất kỳ lựa chọn nào. Đầu hàng.
người ta căn bản chướng mắt. Bây giờ, mọi người trong vũ trụ ba chiều chỉ có thể đoàn kết nhất trí, như vậy mới có thể có hy vọng. Ninh Thược Dược lại nói. Hiện tại mọi người trong thành đang bàng hoàng, các vị đi xử lý một chút. Mọi người đều gật đầu và đang muốn xoay người rời đi, đúng lúc này, Ninh Thược Dược đột nhiên lại nói. Hãy khoan đã. Mọi người nhìn về phía Ninh Thược Dược, Ninh Thược Dược im lặng một lát, sau đó nói. Mở cửa thành, sơ tán tất cả người dưới mệnh cảnh. Nghe vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức trở nên nghiêm trọng. Ninh Thược Dược nói. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Sau một lát, mọi người trong điện đều rời đi. Trong đại điện chỉ còn An Nam Tĩnh cùng Ninh Thược Dược. Ninh Thược Dược ngồi ở một bên, sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía An Nam Tĩnh. An cô nương nên biết ở lại có nghĩa là thế nào. An Nam Tĩnh không nói gì. Ninh Thược Dược dựa vào ghế, khẽ nói. Cô nương biết không, lần này, ta cảm thấy phần thắng của chúng ta là không. An Nam Tĩnh nhìn về phía Ninh Thược Dược khẽ cười nói. Ta không biết thiên mệnh cụ thể muốn làm gì. Nhưng ta biết, bây giờ chúng ta lại giống như những con heo nuôi trong chuồng nàng sở dĩ không giết không phải là không có năng lực giết, mà là muốn nuôi mập mới giết. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối của nàng, chúng ta không có khả năng kháng cự. Nàng quay đầu nhìn về phía bên trong điện. Hắn rất yêu nghiệt, thực lực rất mạnh, nhưng lần này hắn đối mặt không phải là người, mà thật sự là thần, một thần gần như khiến hai vũ trụ đều tuyệt vọng. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Sống cũng được, chết cũng được, trước sẽ ở cùng hắn. Ninh Thược Dược liếc nhìn An Nam Tĩnh, cười nói. Cũng đúng, ta đã từng phụ lòng hắn quá nhiều, nếu như bây giờ có thể cùng chết với hắn cũng coi như là một sự giải thoát đối với ta. An Nam Tĩnh lắc đầu. Hắn chưa từng trách ngươi. Nói xong, nàng biến mất khỏi đó. Trong điện, Ninh Thược Dược im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ nở nụ cười. Trên không trung của vạn giới thành. Hai nữ tử nhìn chăm chú vào bên dưới vạn giới thành, hai nàng dĩ nhiên chính là Kỳ Bỉ Thiên cùng Thiên Tú. Một lát sau, Kỳ Bỉ Thiên nói. Tiểu tử kia mạnh hơn trước đây nhiều. Thiên Tú khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên nụ cười. Quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dường như nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Có chắc giết được nữ tử kia không? Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Thiên Tú im lặng. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên lại nói. Nhưng chúng ta có thể đi tìm người thần bí ngăn cản chúng ta, người này đang tính kế tê hắn, có thể giải quyết trước. Thiên Tú khẽ gật đầu và liếc nhìn vạn giới điện bên dưới, sau đó cùng Kỳ Bỉ Thiên xoay người biến mất ở trong tinh không mênh mông. Trong tinh không vô tận, một tên kiếm tu chậm rãi đi tới, hắn đi rất chậm, lại giống như bước chậm vậy. Kiếm tu vẫn đi như vậy, cuối cùng hắn đi vào trong một màn ánh sáng. Đập vào mắt hắn là một thế giới mới. Cả thế giới giống như bốc cháy, khắp nơi đều tràn ngập mùi mục nát, cháy khét. Cả thế giới đều khó coi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chân mày kiếm tu này hơi nhíu lại. Đúng lúc này, ở trước mặt kiếm tu xuất hiện một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen. Kiếm tu nhìn về phía sau nam tử trung niên rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Không mạnh hơn ngươi. Nam tử khẽ gật đầu. Tại hạ là Diêm Quân, các hạ xưng hô như thế nào? Kiếm tu khẽ nói. Đại lục huyền giả, Tiêu Giao Tử. Diêm Quân nói. Các hạ tới vũ trụ bốn chiều của ta, chỉ vì đánh với ta một trận thôi sao? Kiếm tu gật đầu. Ta không cầu gì khác, chỉ phân thắng bại, có thể không phân sống chết. Diêm Quân im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Ta không phải là đối thủ của các hạ. Kiếm tu lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi có thể. Diêm Quân nói, nếu ta liều mạng đánh một trận thì có lẽ có thể, nhưng xin lỗi, sau ta còn có vô số tộc nhân. Ta không thể liều mạng cùng các hạ. Kiếm tu im lặng. Diêm Quân hơi thi lễ. Vẫn mong các hạ giơ cao đánh khẽ. Ngươi muốn xâm lấn vũ trụ ba chiều. Kiếm tu đột nhiên hỏi một câu. Diêm Quân gật đầu. Không chết không dừng. Kiếm tu ngoắc ngón tay cái, tiếng kiếm ngân vang vọng. Hai tay Diêm Quân chậm rãi nắm chặt và chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Mà sau lưng hắn cùng kiếm tu xuất hiện hơn 10 khí tức cường đại. Đội hình này còn mạnh hơn đội hình ở vạn giới thành gấp mấy lần. Chỉ vì một người trước mắt này.
Không chỉ có vậy, bên dưới Diêm Quân có một tòa tế đàn rất to đã bắt đầu chậm rãi dịch chuyển. Mà vào lúc này, kiếm tu đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hắn dường như xuyên qua rất nhiều không gian. Sau một lát, kiếm của kiếm tu đã trở lại trong vỏ kiếm. Hai tay Diêm Quân vẫn nắm chặt giống như gặp phải kẻ địch lớn. Kiếm tu xoay người đi về phía xa. Vì sao? Diêm Quân hỏi. Kiếm tu khẽ nói. Hắn tuy là đối thủ của ta sau này, nhưng cũng là vãn bối của kiếm tông ta. Lần này hắn gặp nạn, ta vốn định trợ giúp hắn một tay, giết ngươi ở chỗ này. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Vì sao? Diêm Quân hỏi lại. Kiếm tu không nói gì thêm cứ như vậy, biến mất trong ánh mắt chăm chú của đám người Diêm Quân. Sau một lúc lâu, Diêm Quân từ từ nhắm hai mắt lại. Vì sao nhóm cường giả này lại xuất hiện ở vũ trụ ba chiều, có một thiên mệnh còn chưa đủ sao? Giây phút kiếm tu xoay người, một nam tử từ trong đại điện của vạn giới thành đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và tuét miệng cười. Tất cả vẫn rất tốt đẹp. Nam tử dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Chỉ có điều, giờ phút này Dương Diệp hoàn toàn khác trước, trên thân phát ra khí chất khác hẳn. Lúc này, An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Chúc mừng! Nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được biến hóa của Dương Diệp. Mà giờ phút này, nàng mới thật sự có chút chênh lệch cùng Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu liếc nhìn An Nam Tĩnh và mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đằng chân trời. Sau lần này, không biết còn có bao nhiêu người có thể sống tiếp, lần này cũng khác với những lần trước. Trước kia tối đa chỉ là chiến tranh cục bộ, nhưng bây giờ trận đánh này diễn ra, tất cả vũ trụ ba chiều có khả năng đều sẽ bị hủy. Kẻ địch thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, đám người kiếm vô địch đi tới trước đại điện, khi thấy Dương Diệp, trên mặt mọi người đều không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Tuy con đường phía trước xa vời, nhưng trong lòng mọi người vẫn tồn tại hy vọng. Dương Diệp khẽ nói. Các vị, sau lần này, trong số chúng ta có thể có rất ít người còn sống sót. Hoàng Doanh cười nói. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi, không phải sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy hãy để cho chúng ta liều mạng cùng bọn họ. Liều mạng mà thắng thì tất nhiên tốt rồi, mọi người có thể tiếp tục hưởng thụ trong cuộc sống tốt đẹp. Nếu liều mạng thua, vậy hãy để cho chúng ta đánh một trận chiến cuối cùng thật sảng khoái. Ha ha! Tất cả mọi người ở đó đều phá lên cười. Trong tiếng cười có sự dũng cảm, đương nhiên, cũng có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với đè ép bên ngoài, vũ trụ ba chiều hoặc là chiến đấu để sống, hoặc là chết trận. Không có lựa chọn nào khác. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rời khỏi vạn giới thành, hai người một đường đi tới trong tinh không, hắn một lần nữa tìm một cái ghế đặt ở trong tinh không và ngồi ở chỗ đó. Ở bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. Dương Diệp đột nhiên cười nói. Chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp ta có một ngày cũng tới bảo vệ một thế giới. An Nam Tĩnh hơi cúi đầu. Thật ra, Dương Diệp tuy ích kỷ, nhưng lại phân biệt đối tượng. Đối với người của mình, hắn chưa từng ích kỷ, chỉ là từ trước đến nay hắn đều không tin người ngoài. Đúng lúc này, không gian phía trước bọn họ khẽ run lên, ngay sau đó, một lão già bước nhanh ra ngoài. Lão già đeo giỏ trúc. Nhìn thấy lão già đeo giỏ trúc, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì trên người lão già đeo giỏ trúc có rất nhiều vết thương. Lão già đeo giỏ trúc bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn hắn, trong mắt có phần kinh ngạc. Tiểu hữu ngươi. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Lão già đeo giỏ trúc lắc đầu cười. Chúc mừng. Dương Diệp cười nói. Tiền bối làm sao vậy? Lão già đeo giỏ trúc khẽ thở dài. Lần này, ta tới tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Dương Diệp nói. Tiền bối cứ nói thẳng. Lão già đeo giỏ trúc quay đầu liếc nhìn, sau đó nói. Từ vũ trụ bốn chiều có bốn con đường đi thông tới vũ trụ ba chiều. Cũng chính là bốn phương hướng này xem như là năm vũ trụ bốn chiều tập trung lực của toàn tộc đánh thông bốn đường thông đạo truyền tống vũ trụ. Năm đó thiên mệnh chia ra làm bốn, thật ra là để trấn giữ bốn lối đi này. Đương nhiên vũ trụ bốn chiều đã canh giữ ở ba lối đi còn lại, bởi vì thực lực của ba nàng rất cường đại, vũ trụ bốn chiều cũng sợ các nàng tấn công ngược vũ trụ bốn chiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bản thể của Diêm Quân không dám đi ra, hắn cần phải trấn giữ vũ trụ bốn chiều. Cho nên ngươi hiểu rõ ý của ta rồi chứ? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Ta hiểu được ý của tiền bối,
Lúc trước, những cường giả vũ trụ bốn chiều đánh với bọn họ chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ bốn chiều. Hơn nữa, vũ trụ bốn chiều thật sự kiêng kỵ không phải là vạn giới thành, mà là đám người nữ tử váy trắng. Lão già đeo giỏ trúc lại nói. Lần này ta tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể đi theo ta giúp đỡ nàng một chút. Nữ tử váy trắng sao? Dương Diệp hỏi. Lão già đeo giỏ trúc gật đầu. Trước đó ta với nàng cùng nhau trấn giữ lối đi phía nam này, nàng phát hiện tình hình của ngươi bên này rất nghiêm trọng nên bảo ta tạm thời trấn giữ, sau đó tới giúp đỡ ngươi. Chờ tới lúc nàng trở lại thì đã bị thương nặng, vết thương rất nặng, bởi vì nàng bị thương còn chiến đấu. Mà vũ trụ bốn chiều rõ ràng đã phát hiện ra tình hình của nàng, cường giả phía bên nàng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh, cái bóng bản thể của Diêm Quân cũng đi phía bên nàng. Bây giờ, tình hình của nàng thật sự không tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi thôi. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Tiền bối ở lại chỗ này, thay ta trấn giữ một lát được không? Lão già đeo giỏ trúc do dự một lúc, sau đó nói. Hai người các ngươi đi thôi sao? Dương Diệp gật đầu. Lão già đeo giỏ trúc còn muốn nói điều gì, tuy nhiên Dương Diệp lại nói trước. Tiền bối hãy tin tưởng ta đi. Lão già đeo giỏ trúc liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng khẽ gật đầu. Được, vừa lúc ta có thể giúp các ngươi hoàn thiện trận pháp này. Dương Diệp cười nói. Như vậy thì rất tốt. Hai tay lão già đeo giỏ trúc kết ra một ấn, dưới chân Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nhanh chóng xuất hiện một trận pháp truyền tống. Thoáng cái, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp biến mất khỏi đó. Lão già đeo giỏ trúc im lặng một lát, sau đó xoay người đi về phía vạn giới thành bên dưới. Sau một khắc, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh từ trong một thông đạo truyền tống đi ra, mới vừa ra, một mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn liền phả vào mặt. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt của bọn họ có một vòng xoáy màu đen rất lớn, ở trước vòng xoáy này là nữ tử váy trắng, đang đứng cầm trường kiếm trong tay. Mà ở trong vòng xoáy này thỉnh thoảng lại có một vài sinh vật kỳ lạ lao tới. Nam tử dĩ nhiên chính là Dương Diệp, chỉ có điều, giờ phút này Dương Diệp hoàn toàn khác trước, trên thân phát ra khí chất khác hẳn. Lúc này, An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Chúc mừng! Nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được biến hóa của Dương Diệp. Mà giờ phút này, nàng mới thật sự có. Chút chênh lệch cùng Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu liếc nhìn An Nam Tĩnh và mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đằng chân trời. Sau lần này, không biết còn có bao nhiêu người có thể sống tiếp, lần này cũng khác với những lần trước. Trước kia tối đa chỉ là chiến tranh cục bộ, nhưng bây giờ trận đánh này diễn ra, tất cả vũ trụ ba chiều có khả năng đều sẽ bị hủy. Kẻ địch thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, đám người kiếm vô địch đi tới trước đại điện, khi thấy Dương Diệp, trên mặt mọi người đều không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Tuy con đường phía trước xa vời, nhưng trong lòng mọi người vẫn tồn tại hy vọng. Dương Diệp khẽ nói. Các vị, sau lần này, trong số chúng ta có thể có rất ít người còn sống sót. Hoàng Doanh cười nói. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi, không phải sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy hãy để cho chúng ta liều mạng cùng bọn họ. Liều mạng mà thắng thì tất nhiên tốt rồi, mọi người có thể tiếp tục hưởng thụ trong cuộc sống tốt đẹp. Nếu liều mạng thua, vậy hãy để cho chúng ta đánh một trận chiến cuối cùng thật sảng khoái. Ha ha! Tất cả mọi người ở đó đều phá lên cười. Trong tiếng cười có sự dũng cảm, đương nhiên, cũng có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với đè ép bên ngoài, vũ trụ ba chiều hoặc là chiến đấu để sống, hoặc là chết trận. Không có lựa chọn nào khác. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rời khỏi vạn giới thành, hai người một đường đi tới trong tinh không, hắn một lần nữa tìm một cái ghế đặt ở trong tinh không và ngồi ở chỗ đó. Ở bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. Dương Diệp đột nhiên cười nói. Chưa bao giờ nghĩ tới Dương Diệp ta có một ngày cũng tới bảo vệ một thế giới. An Nam Tĩnh hơi cúi đầu. Thật ra, Dương Diệp tuy ích kỷ, nhưng lại phân biệt đối tượng. Đối với người của mình. Hắn chưa từng ích kỷ, chỉ là từ trước đến nay hắn đều không tin người ngoài. Đúng lúc này, không gian phía trước bọn họ khẽ run lên, ngay sau đó, một lão già bước nhanh ra ngoài. Lão già đeo giỏ trúc. Nhìn thấy lão già đeo giỏ trúc, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Rất nhanh, hắn liền nhíu mày, bởi vì trên người lão già đeo giỏ trúc có rất nhiều vết thương. Lão già đeo giỏ trúc bước nhanh tới trước mặt Dương Diệp và liếc nhìn hắn, trong mắt có phần kinh ngạc.
tiểu hữu ngươi. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Lão già đeo giỏ trúc lắc đầu cười. Chúc mừng. Dương Diệp cười nói. Tiền bối làm sao vậy? Lão già đeo giỏ trúc khẽ thở dài. Lần này, ta tới tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Dương Diệp nói. Tiền bối cứ nói thẳng. Lão già đeo giỏ trúc quay đầu liếc nhìn, sau đó nói. Từ vũ trụ bốn chiều có bốn con đường đi thông tới vũ trụ ba chiều, cũng chính là bốn phương hướng. Bốn phương hướng này xem như là năm vũ trụ bốn chiều tập trung lực của toàn tộc đánh thông bốn đường thông đạo truyền tống vũ trụ. Năm đó thiên mệnh chia ra làm bốn, thật ra là để trấn giữ bốn lối đi này. Đương nhiên vũ trụ bốn chiều đã canh giữ ở ba lối đi còn lại, bởi vì thực lực của ba nàng rất cường đại, vũ trụ bốn chiều cũng sợ các nàng tấn công ngược vũ trụ bốn chiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bản thể của Diêm Quân không dám đi ra, hắn cần phải trấn giữ vũ trụ bốn chiều. Cho nên ngươi hiểu rõ ý của ta rồi chứ? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Ta hiểu được ý của tiền bối. Lúc trước, những cường giả vũ trụ bốn chiều đánh với bọn họ chỉ là một góc nhỏ của vũ trụ bốn chiều. Hơn nữa, vũ trụ bốn chiều thật sự kiêng kỵ không phải là vạn giới thành, mà là đám người nữ tử váy trắng. Lão già đeo giỏ trúc lại nói. Lần này ta tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể đi theo ta giúp đỡ nàng một chút. Nữ tử váy trắng sao? Dương Diệp hỏi. Lão già đeo giỏ trúc gật đầu. Trước đó ta với nàng cùng nhau trấn giữ lối đi phía nam này, nàng phát hiện tình hình của ngươi bên này rất nghiêm trọng nên bảo ta tạm thời trấn giữ, sau đó tới giúp đỡ ngươi. Chờ tới lúc nàng trở lại thì đã bị thương nặng, vết thương rất nặng, bởi vì nàng bị thương còn chiến đấu. Mà vũ trụ bốn chiều rõ ràng đã phát hiện ra tình hình của nàng, cường giả phía bên nàng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Cái bóng bản thể của Diêm Quân cũng đi phía bên nàng. Bây giờ, tình hình của nàng thật sự không tốt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi thôi. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại nói. Tiền bối ở lại chỗ này, thay ta trấn giữ một lát được không? Lão già đeo giỏ trúc do dự một lúc, sau đó nói. Hai người các ngươi đi thôi sao? Dương Diệp gật đầu. Lão già đeo giỏ trúc còn muốn nói điều gì, tuy nhiên Dương Diệp lại nói trước. Tiền bối hãy tin tưởng ta đi. Lão già đeo giỏ trúc liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng khẽ gật đầu. Được, vừa lúc ta có thể giúp các ngươi hoàn thiện trận pháp này. Dương Diệp cười nói. Như vậy thì rất tốt. Hai tay lão già đeo giỏ trúc kết ra một ấn, dưới chân Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nhanh chóng xuất hiện một trận pháp truyền tống. Thoáng cái, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh trực tiếp biến mất khỏi đó. Lão già đeo giỏ trúc im lặng một lát. Sau đó xoay người đi về phía vạn giới thành bên dưới. Sau một khắc, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh từ trong một thông đạo truyền tống đi ra, mới vừa ra, một mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn liền phả vào mặt. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt của bọn họ có một vòng xoáy màu đen rất lớn, ở trước vòng xoáy này là nữ tử váy trắng, đang đứng cầm trường kiếm trong tay. Mà ở trong vòng xoáy này thỉnh thoảng lại có một vài sinh vật kỳ lạ lao tới. Phàm kiếm. Nguyên nhân lớn nhất khiến cái bóng không lựa chọn ngăn cản Dương Diệp là bởi vì hắn cảm thấy Dương Diệp không có thực lực để có thể phá vỡ vách ngăn GT269307. Này! Nhưng hắn cũng không ngờ được Dương Diệp đã đạt được phàm kiếm. Cái bóng đang muốn trở về cạnh giữ, đúng lúc này có một mảnh kiếm quang đã chặn đường lui của hắn. Cùng lúc đó, một nữ tử đứng ở trước mặt hắn. Đó chính là nữ tử váy trắng. Khóe miệng nữ tử váy trắng hơi cong lên, trong phút chốc, từng kiếm quang xuất hiện ở xung quanh cái bóng, những kiếm quang giống như một lồng giam phong tỏa chặt lấy cái bóng. Lúc này, ở trong tay cái bóng có thêm một thanh trường mẫu. Cái bóng hai cầm trường mâu trong tay chợt cắm xuống trước mặt mình, ầm. Trong nháy mắt, một sóng khí mạnh mẽ trực tiếp từ nơi đây chấn động ra, nhưng những kiếm quang kia lại tuyệt đối không bị nghiền nát, vẫn phong tỏa chặt cái bóng kia. Đúng lúc này, cái bóng kia đột nhiên ngưng tụ lại thật hơn. Ngay sau đó, cái bóng kia cầm trường mâu trong tay quét ngang. Ầm, một mảnh kiếm quang kia trực tiếp bị đẩy lui, kiếm quang chấp hiện trở lại thanh kiếm trong tay nữ tử váy trắng. Cái bóng quay đầu, lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn, chỉ còn mấy thi thể khổng lồ. Cái bóng cầm trường mâu trong tay đột nhiên ném về phía xa. Ở một chỗ khác. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại và xoay người, một thanh trường mâu đã đi cách trước mặt hắn khoảng nửa trượng. Dương Diệp bước tới,
đồng thời rút kiếm đâm một cái. Động tác lưu loát. Keng. Tiếng kim loại chói tai đột nhiên vang lên, thanh trường mâu này chấn động mạnh, sau đó bay ngược về phía sau. Dương Diệp xoay người biến mất ở phía xa, đương nhiên còn có An Nam Tĩnh vẫn theo sát bên cạnh hắn. Trong tinh không, cái bóng nhìn nữ tử váy trắng trước mặt mình. Theo ta được biết, nàng đã tha cho ngươi hai lần rồi. Hãy tin tưởng ta, sẽ không có lần thứ ba đâu. Nữ tử váy trắng cười nói. Ta biết. Cái bóng nói. Ngươi đang tự tìm đường chết. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Ngươi chắc hẳn cũng biết, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, vì sao ngươi phải nghe nàng sai khiến chứ? Vũ trụ bốn chiều cùng vũ trụ ba chiều không thể cùng tồn tại sao? Cái bóng khẽ cười nói. Ngươi nhìn thấy vũ trụ bốn chiều của ta rồi chứ? Bây giờ vũ trụ bốn chiều đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, chúng ta. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Các ngươi tự chuốc họa vào thân. Năm đó bộ tộc Diêm Ma ngươi trở thành tộc mạnh nhất của vũ trụ bốn chiều, các ngươi đã đối xử với các tộc khác của vũ trụ bốn chiều thế nào? Các ngươi tàn sát, cuối cùng, khiến trời đất mất đi cân đối, linh khí còn bị các ngươi tiêu xài không hề khống chế. Rơi vào tình cảnh như bây giờ các ngươi còn có thể trách ai được? Cái bóng lắc đầu. Muốn hai vũ trụ cùng tồn tại hòa bình cũng được, các ngươi giết nữ tử kia, mọi người cùng tồn tại hòa bình được không? Nữ tử váy trắng liếc nhìn cái bóng. Chúng ta đi liều mạng với nàng, vũ trụ bốn chiều của ngươi cuối cùng làm ngư ông ngồi hưởng lợi chứ gì? Ý tưởng này của ngươi cũng rất hay đấy. Cái bóng không nói gì, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy trắng. Mà lúc này, nữ tử váy trắng giơ tay lên chém ra một kiếm, trong nháy mắt, kiếm quang khắp bầu trời bao phủ cái bóng kia. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đã một đường xông vào vũ trụ bốn chiều. Dọc đường đi, mỗi một cường giả không ngừng xuất hiện, nhưng cho dù là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng khó có thể đỡ được một kiếm của Dương Diệp. Một kiếm. Lúc này, Dương Diệp đã không như trước đây nữa. Phàm kiếm. Rất nhanh, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đi tới trước một tòa thành trì cực lớn treo trên bầu trời, mà ở trên tường thành này có một nam tử cường tráng tay cầm búa lớn đang đứng. Cùng lúc đó, ở xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, xuất hiện mười mấy cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, còn có một vài khí tức đang chạy về phía này. Bị bao vây, Dương Diệp chậm rãi cắm thanh kiếm vào trong vỏ kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đứng trên tường thành. Lúc này, đại hán kia đột nhiên tung người nhảy lên, trong phút chốc, hai tay hắn cầm búa lớn ném mạnh về phía Dương Diệp. Đại hán kia dựa vào thế lao xuống, làm cho lực lượng được nâng cao rất lớn, một búa này đã vượt qua lực lượng cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Bên dưới, vẻ mặt Dương Diệp vô cảm nhìn một búa này rơi xuống, An Nam Tĩnh ở bên cạnh hắn đã lùi về phía sau một chút. Rất nhanh, một búa này cách càng lúc càng gần Dương Diệp. Khi còn cách đỉnh đầu Dương Diệp 10 trượng, Dương Diệp đột nhiên cúi đầu, trong phút chốc, một luồng kiếm quang phóng lên cao. Phá! Một tiếng hét phẫn nộ to rõ ràng vang vọng phía chân trời. Một đường kiếm quang trực tiếp đánh vào trên cái búa lớn này, trong phút chốc, cái búa lớn này chấn động mạnh. Sau đó nổ tung ra. Cùng lúc đó, đại hán kia bay ngược ra, nhưng chẳng bao lâu, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng đại hán kia. Người đó chính là Dương Diệp. Dương Diệp xoay người chém xuống một kiếm. Đại hán kia biến sắc, hai cánh tay chợt về chắp lại phía trước mặt mình. Ầm, hắn trực tiếp kẹp lấy thanh kiếm của Dương Diệp, nhưng chỉ trong chớp mắt, tay phải của Dương Diệp hơi xoay tròn, kiếm xoay không ngừng. Suy. Hai tay của đại hán kia lập tức bị chém xuống, trong phút chốc, một tia kiếm quang xuyên qua cổ họng của hắn. Phía sau đại hán, Dương Diệp chậm rãi cắm kiếm vào vỏ. Trong phút chốc, hắn quay đầu nhìn về phía tòa thành lơ lửng trên bầu trời này, im lặng trong chớp mắt, hắn khẽ ngoắc ngón cái, kiếm trong vỏ đột nhiên bay ra. Suy! Thanh kiếm kia trực tiếp chém về phía tòa thành lơ lửng trên bầu trời phía xa này. Mà phía dưới... Những cường giả vũ trụ bốn chiều tuyệt đối không ra tay ngăn cản. Khi thanh kiếm cách tòa thành lơ lửng trên bầu trời này còn khoảng 10 trượng, một nam tử đột nhiên xuất hiện ở phía trước thanh kiếm. Nam tử này đánh ra một quyền. Ầm, kiếm của Dương Diệp bị một quyền này cứng rắn ép cho ngừng lại. Lúc này, tay phải của nam tử đẩy mạnh về phía trước. Ầm, kiếm của Dương Diệp chấn động mạnh, sau đó lấy tốc độ rất nhanh bắn về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi,
khi kiếm tổ cách giữa chân mày hắn còn nửa tấc liền tự động dừng lại. Rất nhanh, kiếm tổ tự động vào bên trong vỏ kiếm. Dương Diệp nhìn về phía nam tử cách đó không xa, nam tử kia khẽ nói. Ta biết vì sao kiếm tu kia không ra tay. Hóa ra ngươi đã đạt được trình độ phàm kiếm. Phàm kiếm là mức độ đỉnh phong nhất của một kiếm tu. Thật sự làm cho người ta bất ngờ. Dương Diệp chậm rãi đi về phía nam tử, đúng lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở phía sau nam tử kia. Dương Diệp nhíu mày, lúc này, nữ tử váy trắng cũng xuất hiện ở bên cạnh của hán. Nữ tử váy trắng khẽ nói, người đi trước đi. Dương Diệp càng nhíu chặt chân mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nữ tử váy trắng. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh nhồ khẽ gật đầu, ba người lại muốn rời đi. Vào lúc này, nam tử kia phía xa đột nhiên đưa tay phải ra. Ở đây không phải là nơi các người muốn tới thì có thể tới, muốn đi là si có thể đi được. Hắn vừa dứt lời, tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái. Trong nháy mắt, không gian xung quanh ba người Dương Diệp trực tiếp tách ra, sau đó một vòng xoáy tối tăm cực ca xê lớn cắn nuốt ba người. Trong vòng xoáy tối tăm, một lực lượng thần bí không ngừng ăn mòn ba người Dương Diệp, kiếm ý của Dương Diệp vừa rời khỏi cơ thể liền trực tiếp tiêu tan. Đây là... Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng không nói gì, lòng bàn tay của nàng mở ra, vãng sinh kiếm xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay của nàng. Trong phút chốc, vãng sinh kiếm này nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt, hàng nghìn hàng vạn kiếm quang không ngừng chấn động ra. Xuy 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 xuy. Bên trong vòng xoáy màu đen đều là kiếm quang. Đúng lúc này, một thanh trường mâu đột nhiên phá vỡ những kiếm quang này và đi thẳng tới trước mặt nữ tử váy trắng. Nàng khép ngón tay điểm một cái, một thanh kiếm mở ảo trực tiếp đè ở trên thanh trường mâu này. Kiếm lập tức rạn nứt. Lúc này, nữ tử váy trắng quay đầu liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Dương Diệp lấy lại tinh thần, hắn không ra kiếm mà là thi triển kiếm vực, trong nháy mắt, kiếm vực trực tiếp bao phủ lấy tất cả vòng xoáy tối tăm kia. Dương Diệp khẽ nói. Phá! Theo Dương Diệp vừa dứt lời, bên trong kiếm vực xuất hiện rất nhiều kiếm quang, sau khi những kiếm quang xuất hiện, vòng xoáy tối tăm kia trực tiếp nổ tung ra. Mà vào lúc này, Diêm Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tay phải của Diêm Quân ấn xuống dưới. Trong nháy mắt, Dương Diệp liên tục lui lại, cùng lúc đó, khóe miệng hắn trực tiếp tràn ra một tia máu tươi. Kiếm vực bị phá. Diêm Quân lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Diêm Quân đánh ra một quyền. Kiếm và quyền chạm nhau. Dương Diệp lại liên tục lui lại, nhưng khi Diêm Quân muốn ra tay lần nữa, Dương Diệp lại đột nhiên xông tới. Trong phút chốc, hắn rút kiếm ra liền chém một phát. Bạo phát thức trảm thiên bạt kiếm thuật. Trong chớp mắt khi hắn rút ra một kiếm này, bên trong phạm vi không gian mấy trăm trượng lập tức đổ nát. Tay trái Diêm Quân để ở phía sau chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, ở trước mặt hắn xuất hiện một mặt lá chắn mờ ảo. Kiếm của Dương Diệp rơi vào trên tấm lá chắn này. Một tiếng nổ lớn rung trời giống như tiếng sấm giữa mùa xuân bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Kiếm của Dương Diệp rơi vào trên tấm lá chắn này, nhưng không thể phá được. Tấm lá chắn cứng rắn ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp. Mà vào lúc này, một bóng trắng chợt lóe lên ở nơi đây. Trước mặt Dương Diệp, Diêm Quân đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở ngoài nghìn trượng. Trước mặt Dương Diệp là nữ tử váy trắng. Dương Diệp nhìn Diêm Quân phía xa, tay hắn đang run. Hắn cũng không ngờ được mình đã đến phàm kiếm lại vẫn không làm gì được Diêm Quân. Tuy nhiên, điều này cũng là bình thường, dù gì cũng là người đứng đầu vũ trụ bốn chiều, không có chút thực lực thì sao có thể sống được đến bây giờ. Nữ tử váy trắng nói. Ngươi đi trước. Dương Diệp lắc đầu. Cùng đi. Nữ tử váy trắng liếc nhìn Dương Diệp nói. Nếu như không thể đi, vậy thì tốt nhất đánh với bọn họ một trận, ngươi thấy thế nào? Khóe miệng nữ tử váy trắng hơi cong lên. Cũng tốt. Phía xa, Diêm Quân đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó cách không nhẹ nhàng hất về phía Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng. Bên dưới lòng đất. Một con quái vật khổng lồ đột nhiên phóng lên cao. Không trung. Ba người Dương Diệp trực tiếp bị đụng cho liên tục lui lại. Sau khi lui mấy ngàn trượng, ba người ngừng lại,
mà ở trên không trung tòa thành lơ lửng trên bầu trời đối diện bọn họ xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Một con đại yêu cùng loài với rồng, nhưng không phải rồng. Con quái vật khổng lồ này có đầu rồng thân sói, lưng mọc gần vạn cái gai dài, mỗi cái gai dài khoảng chừng mấy trượng. Ma nanh thú. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử váy trắng khẽ nói. Đại yêu mạnh nhất vũ trụ bốn chiều, cùng cấp bậc với nhị nha của ngươi. Thật là náo nhiệt. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Dương Diệp quay đầu, cách đó không xa xuất hiện một đám người. Hắn nhận ra bọn họ. Đó chính là đám người thần bí ở vùng đất mạt pháp kia. Theo người thần bí này xuất hiện, thế cục ở đó càng thêm bất lợi cho ba người Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy. Trắng. Xin lỗi. Là hắn yêu cầu đánh tiếp. Bây giờ, chính hẳn không chỉ rơi vào đường cùng, còn liên lụy tới cả nàng. Trong lòng há vẫn có chút áy náy. Nữ tử váy trắng cười nói. Sớm muộn cũng phải đối mặt mà thôi. Môi nàng khẽ mở, nhưng lần này không có nói thành tiếng. Tuy nhiên, bên tại Dương Diệp lại đột nhiên vang lên một giọng nói, đi trước đi. Theo tiếng này vang lên, vãng sinh kiếm trong tay nữ tử váy trắng đột nhiên chấn động mạnh, trong phút chốc kiếm phóng lên cao. Rất nhiều kiếm khí giống như cuồng phong mưa rào bắn nhanh ra. Đi trước. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử váy trắng và cười. Đi trước ngãi là hắn có khả năng sống, còn nàng bị nhiều cường giả như vậy bao vây tấn công, chắn chắn sẽ phải chết. Dương Diệp hắn muốn sống. Nhưng hắn không muốn để người khác lấy mạng đổi mạng cho hắn, đặc biệt là người hắn để ý. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh lắc đầu, Dương Diệp cay đắng cười. Lại lần này nữa, An Nam Tĩnh im lặng trong chớp mắt, sau đó trực tiếp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Thực lực của An Nam Tĩnh không quá mạnh mẽ, mà thời điểm này, cần phải là người đặc biệt mạnh mẽ mới được. Hắn biết rõ An Nam Tĩnh ra tay. Ít nhất bị hơn 10 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong bao vây tấn công, nàng sẽ chết. Càng chưa nói tới ở đó còn có người thần bí cùng Diêm Quân. Sau khi An Nam Tĩnh bước vào Hồng Mông Tháp, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong nháy mắt, quanh người hắn tản ra sát ý và kiếm ý vô cùng vô tận. Kiếm đạo ma. Giờ phút này, hắn không dám giữ lại. Đúng lúc này, trường mâu trong tay Diêm Quân đột nhiên rời khỏi tay lao ra, trong nháy mắt. Kiếm khí do nữ tử váy trắng thả ra bắt đầu bị chôn vùi từng tấc. Gần như cùng lúc đó, người thần bí đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm bên thắt lưng của Dương Diệp lao ra khỏi vỏ. Người thần bí không tránh không né, kiếm của Dương Diệp chém xuống, nhưng lại là một tàn ảnh. Lúc này, một bàn tay màu đen đột nhiên ấn ở trước ngực của Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp lập tức cong lại, tuy nhiên trong chớp mắt khi hắn bay ra ngoài, kiếm đã chém ngang. Suy. Dường như có gì đó bị xé rách, ở trước mặt hắn chấp hiện mấy tàn ảnh. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã ở ngoài mấy nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, người thần bí cách đó không xa đã giơ tay phải lên trên, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên đổ nát. Trong nháy mắt, cả người Dương Diệp bị biến dạng. Lúc này, táng mệnh bên thắt lưng của Dương Diệp đột nhiên vọt ra. Suy. Không gian kia trực tiếp bị vỡ ra. Người thần bí kia đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lùi về phía sau một bước nhỏ, một bàn tay màu đen cách bụng hắn chỉ có gần tấc. Nếu như vừa rồi hắn lui chậm một chút, bàn tay này sẽ đánh vào bụng hắn. Trong chớp mắt này, kiếm của Dương Diệp đồng thời cắt xuống, nhưng lại bị bàn tay kia trực tiếp nắm lấy thân kiếm. Trong phút chốc, bàn tay kia nhẹ nhàng chấn động. Dương Diệp và kiếm liên tục lùi lại phía sau. Người thần bí bước một bước, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp, tuy nhiên nghênh đón hắn lại là một kiếm. Chỉ có điều một kiếm này vẫn thất bại, bởi vì trong nháy mắt khi kiếm hạ xuống, người thần bí đã lùi về phía sau trăm trượng. Tốc độ kia vượt xa Dương Diệp. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, mà lúc này, người thần bí kia đột nhiên trở nên mờ ảo. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, trong phút chốc, táng mệnh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay trái của hắn, ngay sau đó, hai kiếm cùng chém xuống. Hai kiếm vẫn thất bại. Trong chớp mắt khi thấy hắn thất bại, tay của người thần bí lại ấn ở trước ngực hắn. Khóe miệng Dương Diệp lại cong lên đầy hung ác, giờ phút này, hắn khởi động kiếm vực. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm giác được vị trí bản thể của người thần bí kia.
Cũng trong một chớp mắt này, táng mệnh kiếm của hắn bay ra ngoài. Ầm, bên trong kiếm vực phát ra một tiếng động nặng nề, rất nhanh đã có một tàn ảnh chợt lùi về phía sau. Nhưng chẳng bao lâu, tàn ảnh này cũng lập tức biến mất một cách kỳ lạ. Phía xa, tay phải của Dương Diệp cầm kiếm đâm về phía bên phải mình. Một kiếm này đâm ra, một tàn ảnh vừa tới lại giống như tự động đụng vào. Ầm, bóng tàn này lại lùi trở về chỗ cũ, nhưng sau đó lập tức biến mất. Cách đó không xa, Dương Diệp lại ra kiếm. Ầm, bóng tàn này đã trở lại chỗ cũ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tàn ảnh, kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động. Trước đó bị rơi vào thế hạ phong là bởi vì hắn không nắm giữ được đường lối của người thần bí này. Sau vài lần giao đấu, hắn đại khái đã nắm giữ thân pháp quỷ dị của đối phương. Phía xa, người thần bí khẽ nói. Không hổ danh là phàm kiếm, người mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hắn vừa dứt lời, không gian quanh Dương Diệp đột nhiên bắt đầu phân ra. Giờ phút này, Dương Diệp lại giống như một cái gương vỡ, toàn thân đều rạn nứt thành từng mảnh nhỏ. Đó là không gian rạn nứt, người khác lại vẫn tồn tại như cũ. Giờ phút này, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện cơ thể của mình đang tách ra thành rất nhiều miếng nhỏ. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, không gian nơi đó đột nhiên bình tĩnh lại, nói chính xác là không gian của hắn bình tĩnh lại, nhưng không gian này cũng đã phân chia thành rất nhiều mảnh vỡ. Tuy nhiên, hắn lại không có chuyện gì. Kiếm vực, tự hình thành một vực. Hắn lợi dụng kiếm vực hoàn toàn nhảy ra khỏi không gian bị người thần bí khống chế, bởi vậy, cho dù những không gian này phân liệt, hắn cũng không có bất kỳ chuyện gì. Ngoài ra, hắn còn có một phát hiện mới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí. Hóa ra nguyên lý thân pháp của người là vậy. Vừa rồi nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn bị tốc độ của đối phương nghiền ép, chính là đối phương và hắn căn bản không phải cùng một không gian. Đối phương lợi dụng cắt không gian để đạt tới tốc độ quỷ mị này. Mà bây giờ, hắn phát hiện ra hắn cũng có thể sử dụng kiếm vực làm được như. Vậy, phía xa, hai tay người thần bí chắp lại ở trước ngực. Phàm kiếm, nói thật, ta biết ngươi yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng thật sự vẫn không ngờ được chỉ trong thời gian ngắn mà ngươi lại trưởng thành đến trình độ phàm kiếm. Tuy nhiên vẫn không có ích lợi gì. Vừa dứt lời, hắn đang muốn ra tay, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến. Mát. Người thần bí kia đột nhiên nhíu mày, tay phải hắn phất nhẹ về phía trước mặt. Một mảnh không gian kia trực tiếp hiện lên hình cuộn sóng, nhưng một thanh kiếm lại trực tiếp xuyên qua không gian này, đi tới giữa chân mày của hắn. Suy. Một kiếm này vẫn đâm hụt. Nhưng không gian nơi người thần bí kia đứng lại vặn vẹo một cách kỳ lạ, thoáng cái, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp tiến vào không gian này. Trong chớp mắt yên lặng. Một mảnh không gian kia đột nhiên nổ tung ra, rất nhanh đã thấy có hai bóng người xuất hiện ở đó. Đó chính là Dương Diệp cùng người thần bí kia. Sau một kiếm vừa rồi, Dương Diệp đã tìm được chính xác vị trí không gian của người thần bí, bây giờ hắn không còn bị động như trước, chỉ có thể trông chờ bị công kích nữa. Hắn đã có thể chủ động xuất kích. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhanh. Rất nhiều kiếm khí cùng sóng khí màu đen không ngừng chấn động ra. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi đó chính là chỗ nữ tử váy trắng cùng Diêm Quân đang giao chiến kịch liệt. Mặc dù nữ tử váy trắng không chiếm thượng phong, nhưng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng Dương Diệp cảm giác được, bất kể là Diêm Quân hay người thần bí này còn chưa để lộ ra thực lực chân chính của mình. Mục tiêu chân chính của hai người này, chính là tồn tại khiến bọn họ thật sự kiêng kỵ nhất, muốn diệt trừ nhất. Chính là nữ tử trên đám mây kia. Đúng lúc này, Diêm Quân đột nhiên lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với nữ tử váy trắng. Diêm Quân nhìn về phía người thần bí kia. Giết! Người thần bí gật đầu. Theo hai người ra hiệu, tất cả cường giả mệnh cảnh ở đó đột nhiên hành động. Dẫn đầu chính là Diêm Quân cùng người thần bí kia. Mà giờ phút này, khí tức của hai người không ngờ điên cuồng tăng vọt, khí tức này vừa lộ ra, ít nhất đã mạnh hơn trước mấy lần. Giờ phút này, cho dù là nữ tử váy trắng cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, tay phải của nàng nắm vai của hắn. Cùng lúc đó, ở dưới chân của Dương Diệp xuất hiện một truyền tống trận màu trắng, mà lúc này, Dương Diệp nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái. Cái truyền tống trận màu trắng kia trực tiếp vỡ nát.
Nữ tử váy trắng quay đầu liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt lần đầu tiên có vẻ giận dữ. Dương Diệp tuét miệng cười. Ta không muốn bất kỳ kẻ nào hy sinh vì ta. Hắn làm sao không biết ý của nàng chứ? Đơn giản chính là muốn truyền tống hắn đi, nhưng nàng sẽ ở lại. Đối mặt với sự bao vây tấn công của những người này, nàng thật sự không có phần thắng. Đương nhiên, hắn ở lại cũng không có phần thắng. Nhưng hắn vẫn lựa chọn ở lại. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Cho dù lần này ra ngoài, ta cũng không sống được. Ngươi không nhất định phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày và đang muốn nói. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Một kiếm này vừa xuống, nàng cùng Dương Diệp lập tức bị đánh bay. Sau lưng bọn họ là đám cường giả mệnh cảnh tá mạc. Dương Diệp mạnh mẽ xoay người, sau đó hóa thành một đường kiếm quang lao vọt về phía đám người tá mạc tới. Mà nữ tử váy trắng đối mặt với người thần bí cùng Diêm Quân. Vừa giao đấu, nữ tử váy trắng lập tức bị đánh bay, kiếm khí của nàng còn chưa hoàn toàn phóng ra liền trực tiếp bị chân áp nghiền nát. Mà bên kia, Dương Diệp cũng bị nghiền ép. Hắn phải đối mặt với hơn 10 vị cường giả mệnh cảnh, tất cả là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Tuy bị nghiền ép nhưng hắn lại tuyệt đối không ngã xuống, ngược lại hắn giết càng hung ác hơn. Suy, một thanh kiếm lặng lẽ xuyên qua cổ họng của một cường giả mệnh cảnh. Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau cường giả mệnh cảnh này. Mà lúc này, hơn 10 lực lượng mạnh mẽ trực tiếp rơi vào chỗ không gian của hắn. Dương Diệp vội vàng phóng ra kiếm ý của mình. Nhưng kiếm ý lập tức nổ tung. Dương Diệp trực tiếp lùi đến ngoài vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, hơn 10 người liền xuất hiện ở xung quanh hắn. Mà vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, ở trên bụng của nàng có cắm một thanh trường mâu. Dương Diệp lập tức ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nữ tử váy trắng quay đầu liếc nhìn Dương Diệp. Bọn họ quá nhiều người, ngươi đi tìm Hắc Muội cùng Đồ Sát. Nàng vừa dứt lời. Trên thân nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ tươi. Linh hồn tự cháy. Cùng lúc đó, máu tươi và linh khí cùng với lực linh hồn của nữ tử váy trắng đều trút về phía vãng sinh kiếm. Lấy thân tế kiếm. Rõ ràng, nữ tử váy trắng muốn hy sinh. Chính mình. Mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy nàng. Kiếm vực. Ngọn lửa trên thân của nữ tử váy trắng lập tức bị mạnh mẽ chân ép xuống. Dương Diệp kéo nữ tử váy trắng đến bên cạnh và liếc nhìn nàng nói. Ta đã từng nói, Dương Diệp ta không muốn bất kỳ kẻ nào hy sinh vì mình cả. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng vào Dương. Diệp, hai người cùng chết sao? Dương Diệp tuét miệng cười, Dương Diệp tuét miệng cười. Ta không muốn chết, tuy nhiên nếu như không thể không chết thì cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi. Tuy đang cười nhưng nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt Dương Diệp. Đoạn đường hắn tới đây đã có rất nhiều người biến mất. Tam tỷ huyết nữ của U Minh Điệt, Dương Vô Địch, Mạc Lão. Còn nhị nha lúc trước vì khôi phục bản thể cho hắn nữa, trong trí nhớ của hắn còn có rất nhiều người. Chết! Ai cũng không muốn chết, nhưng hắn càng không muốn dùng mạng của người khác đổi lấy cơ hội sống cho mình. Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người Diêm Quân đã bao vây qua. Đi lần này tuy có thể sống, nhưng trong lòng sẽ cả đời khó yên. Kiếm của Dương Diệp ta không cầu kiếm đạo vô địch, nhưng cầu không thẹn với lòng. Ong! Lúc này, kiếm tổ trong tay Dương Diệp chấn động mạnh, một tiếng kiếm ngân xé không, xông thẳng lên tận trời. Kiếm ý cùng sát ý trên người Dương Diệp điên cuồng tăng vọt, vào giờ phút này khí tức của hắn cũng không ngừng tăng lên. Cách đó không xa, Diêm Quân im lặng sau một lát, khẽ nói. Vũ trụ ba chiều, nhân tài xuất hiện vô số. Người thần bí khẽ gật đầu. Đứng trước sự sống chết, chính là thời điểm thử thách lòng người, cũng thử thách kiếm tâm nhất. Nơi nào đó trên đám mây, trước bàn cờ, nữ tử đột nhiên liếc nhìn xuống phía dưới, im lặng trong chớp mắt, nữ tử hơi cong khóe miệng. Thật hay cho một câu không thẹn với lòng, kiếm đạo bản tâm thấy chân, thấy trí, thấy thuần. Tất cả theo tâm tạo ra, lấy tâm phá mệnh. Lại một người tránh thoát được gông xiềng này. Vũ trụ bốn chiều. Kiếm ý cùng sát ý của Dương Diệp đã đạt đến một tồn tại cực kỳ khủng khiếp, trong mắt những cường giả mệnh cảnh xung quanh đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Trước đó Dương Diệp đã là phàm kiếm, bây giờ hắn rõ ràng lại lần nữa được tăng lên. Có thể nói,
Ở đó ngoại trừ nữ tử váy trắng cùng Diêm Quân và người thần bí, không có người nào có thể đỡ được một kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn vào trong không trung, im lặng trong chớp mắt, hắn thu hồi ánh mắt và nhìn về phía hai người Diêm Quân. Một đấu một chữ. Chiến. Giờ phút này, Dương Diệp đã quên mất sống chết, chỉ muốn đánh một trận. Diêm Quân lắc đầu. Thật ra ta không phải sợ hãi ngươi, nhưng lúc này một đấu một cùng ngươi sẽ không có ý nghĩa nào. Hắn nhìn về phía người thần bí kia. Ngươi thấy thế nào? Người thần bí gật đầu. Dĩ nhiên là giết. Vừa dứt lời, người thần bí đã lập tức biến mất. Phía xa, hai tay Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm bổ về phía trước mặt. Một kiếm này đã tăng thêm lực kiếm vực cùng với hai tầng ý cảnh. Trong nháy mắt, lấy Dương Diệp làm trung tâm, bên trong phạm vi không gian mấy trăm trượng lập tức đổ nát chôn vùi. Cùng lúc đó, rất nhiều kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở bên trong một mảnh kiếm vực này. Kiếm quang nghiền nát. Nhưng theo người thần bí kia cùng Diêm Quân ra tay cùng lúc, những kiếm quang này lập tức tiêu tan thành mây khói. Tuy nhiên vào lúc này, Dương Diệp cũng đã dẫn theo nữ tử váy trắng lùi đến ngoài mấy vạn trượng. Diêm Quân cười lạnh. Các ngươi còn muốn chạy sao? Các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Vừa dứt lời, hắn giơ tay phải lên và kéo nhẹ. Cách mấy vạn trượng, một thanh trường mâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng. Dương Diệp giơ tay lên chém một kiếm. Thanh trường mâu này lập tức bị đánh bay. Tuy nhiên lúc này, Diêm Quân cùng người thần bí lại đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diêm Quân lắc đầu. Các ngươi vẫn còn muốn trốn à? Có phải là quá ngây thơ hay không? Vừa dứt lời, hai tay hắn giơ lên, trong nháy mắt, thanh trường mâu này trực tiếp mang theo một chùm tia sáng màu đen bắn nhanh về phía Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng vừa muốn ra tay, nhưng đã bị Dương Diệp trực tiếp đưa đến bên trong Hồng Mông Tháp. Trước đó nữ nhân này cứng rắn chống lại Diêm Quân cùng người thần bí, cộng thêm mạnh mẽ đốt hồn khiến cơ thể bị tiêu hao. Tuy nàng đã bị hắn ngăn cản, nhưng vẫn tổn thương nguyên khí cùng cơ thể của mình, bây giờ, nếu như nàng tiếp tục ra tay thì thật sự chính là muốn chịu chết. Sau khi đưa nữ tử váy trắng vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp chợt rút kiếm chém ra một phát. Một kiếm này trực tiếp chém bay thanh trường mâu này, nhưng trong chớp mắt, một bàn tay màu đen đột nhiên ấn ở trước ngực của hắn. Phụt! Trong miệng Dương Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn lập tức bay ngược đến ngoài vạn trượng. Người còn chưa dừng lại, một thanh trường mâu lại một lần nữa xuyên qua không trung lao đến. Cùng lúc đó, xung quanh có hơn 10 đường khí tức cường đại giống như hơn 10 ngọn núi lớn ép xuống trên người hắn. Ngoài ra, kiếm vực của hắn mới xuất hiện liền trực tiếp vỡ vụn. Giờ phút này, Dương Diệp biết có lẽ mình phải chết rồi. Không còn gì có tác dụng nữa. Thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tuy nhiên, Dương Diệp vẫn không dự định giơ tay chịu trói. Vào lúc hắn chuẩn bị đốt hồn, Diêm Quân cùng với người thần bí đột nhiên ngừng lại và đồng thời xoay người, trong phút chốc, hai tàn ảnh trực tiếp lao tới bọn họ. Ầm ầm. Theo hai tiếng nổ lớn vang lên, Diêm Quân cùng với người thần bí liên tục lui lại. Hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đó chính là Kỳ Bỉ Thiên cùng Thiên Tú. Dương Diệp tuét miệng cười. Đã lâu không gặp. Vừa nói xong, nơi khóe miệng của hắn có máu tươi như suối phun ra không? Nghinh! Có trời mới biết, vừa rồi hắn một đấu một với hơn 10 vị cường giả mệnh cảnh. Thiên Tú liếc nhìn Dương Diệp, tiếp theo, nàng đi tới trước mặt hắn và vỗ nhẹ vào vai hắn. Làm tốt lắm! Trước kia Dương Diệp quá dựa vào tâm, khi đó nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có điều bây giờ, sự trưởng thành của Dương Diệp làm cho nàng rất hài lòng. Thật sự là một mình đảm đương một phía, nhận được Thiên Tú khích lệ, chẳng biết tại sao, Dương Diệp cảm thấy rất vui mừng. Rất thỏa mãn. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, cười nói. Tiểu tử trưởng thành rất nhanh, bây giờ eo khô dù là ta một đấu một với ngươi cũng không dám nói đánh thắng được ngươi. Dương Diệp cười gượng. Tiền bối, sao các người lại tới đây? Kỳ Bỉ Thiên nói. Coi như tiểu tử ngươi gặp may mắn, chúng ta vốn muốn xông vào vũ trụ bốn chiều, cảm giác bên này có chiến đấu nên tới đây nhìn, không ngờ lại phát hiện ra ngươi. Tiểu tử ngươi đúng là lớn mật. Lại dám chạy cơ tới nơi đây. Dương Diệp cười gượng, lần này là chính hắn qua đây có phần quá kiêu căng, cảm thấy mình có thể tới lui thoải mái, nhưng sự thật chứng minh người thần bí cùng vũ trụ bốn chiều không đơn giản như hắn nghĩ.
phàm kiếm không có nghĩa là vô địch. Tuy nhiên, lần này thu hoạch vẫn rất lớn, vừa rồi kiếm tâm biến hóa, có thể nói là đã giúp hắn nâng cao không gì sánh kịp. Bây giờ bảo hắn một đấu một với người thần bí kia hoặc Diêm Quân, hắn hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Giờ phút này, hắn mới xem như là thật sự chen vào hàng ngũ của cường giả chân chính. Lúc này, Thiên Tú xoay người nhìn về phía Diêm Quân cùng với người thần bí. Ta muốn dẫn hắn đi. Diêm Quân lắc đầu. Vậy cứ bước qua thi thể của chúng ta đi. Bây giờ, Dương Diệp không có khả năng giống như trước đây. Bây giờ thả hắn đi tuyệt đối là thả hổ về rừng. Thiên Tú khẽ gật đầu và nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi còn có thể đánh được nữa sao? Dương Diệp gật đầu. Còn có thể giết 10 người. Thiên Tú khẽ nói. Cứ giao hai người này cho chúng ta. Vừa dứt lời, nàng cùng Kỳ Bỉ Thiên trực tiếp biến mất. Phía xa, trong tay người thần bí đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Vạn pháp u linh hỏa. Ngọn lửa mạnh mẽ mới vừa xuất hiện, trong trời đất này liền có chút mờ ảo. Người thần bí đột nhiên biến mất, trong phút chốc, một sóng lửa trực tiếp bắn về phía Thiên Tú. Thiên Tú nheo mắt lại, hai tay nàng chậm rãi nắm chặt lại, trong phút chốc, một mảnh ánh sáng u ám đột nhiên từ trong cơ thể nàng cuốn ra ngoài. Ầm, hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, trời đất lập tức run rẩy, bên trong phạm vi mấy vạn trượng trực tiếp hóa thành một biển lửa. Nhưng chẳng bao lâu, những ngọn lửa này trực tiếp biến mất. Trên vai Dương Diệp xuất hiện một vật nhỏ. Đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tham lam hút hút, sau đó ánh mắt nàng rơi vào trên thân của người thần bí đã liên tục lùi lại phía sau. Nói chính xác hơn là vạn pháp u linh hỏa trong tay người thần bí này. Nhìn vạn pháp u linh hỏa, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó tuét miệng cười, chính là Dương Diệp cũng không biết nàng có ý gì. Vạn pháp u linh hỏa trong tay người thần bí đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, tiếp theo, nó lại muốn lao vọt về phía Tiểu Bạch. Rõ ràng, nó bị Tiểu Bạch chọc giận. Nhìn thấy vạn pháp u linh hỏa muốn xông tới, Tiểu Bạch giật mình nhưng không phải vì sợ mà là hưng phấn. Vạn pháp u linh hỏa cuối cùng vẫn không vọt tới, bởi vì nó bị người thần bí kia ngăn cản. Người thần bí nhìn vạn pháp u linh hỏa khẽ lắc đầu. Nàng khắc ngươi. Hắn thu vạn pháp u linh hỏa vào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Tiểu Bạch có chút thất vọng. Dương Diệp vội vàng đưa nàng vào trong, bởi vì hắn phát hiện nàng có ý muốn xông qua. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Rời khỏi nơi đây. Dương Diệp khẽ gật đầu và lui sang một bên. Cho dù hắn muốn đánh, cũng không thể đánh ở đại bản doanh của người ta, ít nhất lấy ba người bọn họ, cho dù cộng thêm nữ tử váy trắng trong cơ thể cũng không có phần thắng. Nhìn thấy Dương Diệp muốn lui lại, đám người Tá Mạc đột nhiên xông tới. Ma nanh thú kia dẫn đầu, bây giờ, cũng chỉ có nó có khả năng chống đỡ được kiếm của Dương Diệp. Chỉ cần cường giả mệnh cảnh còn lại tới gần Dương Diệp, hầu như đều phải chết. Nhìn ma nanh thú đánh tới, trong mắt Dương Diệp hiện lên sự hung ác, tay phải hắn nắm thật chặt chuôi kiếm bên thắt lưng, sau đó tốc độ tiếp tục nhanh hơn, giờ phút này, cơ thể hắn đã bắt đầu dần dần trở nên mờ ảo. Kiếm vực, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Mà giờ phút này, trong mắt ma nanh thú lộ ra hung quang, nó cũng nâng cao tốc độ đến mức cao nhất. Một người một yêu càng lúc càng gần. Một hơi thở sau, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, ma nanh thú trực tiếp bay ra ngoài, nhưng Dương Diệp cũng bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, trở lại vị trí ban đầu. Cách đó không xa, đám người Tá Mạc đang muốn ra tay, mà vào lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Mọi người đều theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu của ma nanh thú đã xuất hiện một tiểu nữ hài từ lúc nào. Nhị Nha. Nhị Nha với đôi mắt đỏ ngầu đứng trên đỉnh đầu ma nanh thú và đánh xuống một quyền. Ầm, ma nanh thú trực tiếp rơi từ trên không trung xuống, tốc độ của Nhị Nha nhanh hơn, khi ma nanh thú còn chưa rơi xuống đất, nàng trực tiếp đánh vào trên đầu ma nanh thú. Ở đó có một tiếng gào thét vang lên. Trong mắt của mọi người, con ma nanh thú trực tiếp đập vào trong mặt đất. Nhị Nha vỗ tay một cái, ánh mắt nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nuốt nước bọt sau đó chỉ vào đám người Tá Mạc. Ý định đã rất rõ ràng. Không thể không nói, giờ phút này Nhị Nha vẫn khiến người ta sợ hãi. Hắn đã đích thân thể nghiệm qua thực lực của ma nanh thú này, mặc dù đối phương mới vừa bị hắn đâm một kiếm bị thương nặng, nhưng một kiếm kia tuyệt đối không chí mạng.
nhưng đối phương vừa giao đấu cùng nhị nha đã trực tiếp bị nghiền ép. Bị nghiền ép mà không có bất kỳ phản kháng nào. Thực lực của nhị nha bây giờ còn khủng khiếp hơn lần trước hắn gặp nàng rất nhiều. Cho dù là hắn bây giờ cũng không dám nói đánh thắng được nhị nha. Mặc dù nhị nha bây giờ cũng đã khác trước, nhưng nhìn đến nàng mạnh hơn trước, trong lòng Dương Diệp vấp vui mừng. Bởi vì nàng càng mạnh thì năng lực tự vệ lại càng mạnh, nhị nha theo ngón tay của Dương Diệp nhìn về phía đám người Tá Mạc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Tá Mạc lập tức thay đổi. Bản thân Dương Diệp đã đặc biệt khủng khiếp, bây giờ cộng thêm nhị nha, ưu thế của đám người bên phía bọn họ đã không còn. Nhưng chẳng bao lâu, nhị nha lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, bây giờ hắn cũng không muốn đánh với nhị nha. Nếu như hai người bọn họ đấu với nhau, vậy hắn tuyệt đối sẽ tiêu đời. Dương Diệp lại vội vàng chỉ vào đám người Tá Mạc. Đám người Tá Mạc lại liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn kéo dài khoảng cách giữa bọn họ cùng Dương Diệp và nhị nha. Đám người Tá Mạc lùi bước làm cho ánh mắt nhị nha không khỏi di chuyển. Bởi vì nàng không cảm nhận được đến sự uy hiếp từ trên thân đám người Tá Mạc. Cách đó không xa, Lịch Đế bên cạnh Tá Mạc đột nhiên cười lạnh. Dương Diệp, tới đây, để cho chúng ta xem kiếm tu mới tiến vào phàm kiếm như ngươi lợi hại, hay là ba vị ác linh của vũ trụ chúng ta lợi hại. Dương Diệp liếc nhìn Lịch Đế. Nếu không thì xem thử giữa hai chúng ta ai lợi hại hơn. Nghe vậy, vẻ mặt Lịch Đế lập tức có chút khó coi. Bây giờ trong trời đất này, kẻ có thể chiến đấu cùng Dương Diệp sẽ không vượt qua một bàn tay, trong đó không bao gồm hắn. Bây giờ Dương Diệp chính là một trong những người mạnh nhất trong trời đất này. Dương Diệp không tranh cãi với Lịch Đế, hắn quay đầu nhìn về phía nhị nha, mà lúc này, nhị nha đột nhiên biến mất. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, hắn thu kiếm, hai cánh tay chợt giơ ngang. Tuy thực lực của nhị nha cường đại, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ thì có khả năng phá vỡ phòng ngự của nàng. Hắn tất nhiên sẽ không ra tay sát hại nhị nha. Một tàn ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lao tới. Dương Diệp lập tức bị đẩy đến ngoài vạn trượng. Vừa dừng lại, dưới chân của Dương Diệp cùng với không gian phía sau lập tức đổ nát chôn vùi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt đám người Lịch Đế phía xa lập tức mỉm cười. Mà những cường giả vũ trụ bốn chiều kia cũng không ra tay, lúc này để cho Dương Diệp cùng nhị nha liều mạng tới ngươi chết ta sống là tốt nhất. Phía xa, nhị nha đột nhiên lại biến mất, nàng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị xé rách. Đây thuần túy là do lực lượng thân thể gây ra. Có lẽ lực lượng thân thể của nhị nha không phải là mức cao nhất trong trời đất này, nhưng trước mắt, sợ rằng không có người nào có lực lượng thân thể mạnh mẽ hơn nàng. Cho dù là Dương Diệp cũng thấy kiêng kỵ lực lượng thân thể của nhị nha. Lần này, Dương Diệp không lựa chọn cứng rắn chống lại nhị nha, mà vội vàng lấy ra một đôi sừng. Không gian trước mặt Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó, một bóng người cứng rắn ngừng lại cách Dương Diệp rất gần. Đó chính là nhị nha. Dáng vẻ nhị nha thay đổi lớn, nhưng hai mắt của nàng lại là màu đỏ đáng sợ, hai sừng trên đỉnh đầu cũng biến thành màu đỏ tươi từ lúc nào. Trông nàng hoàn toàn giống với lúc sát ý của Dương Diệp bạo phát vậy. Nhị nha nhìn đôi sừng trong tay Dương Diệp có chút mờ mịt, có chút hoảng hốt, nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt nàng xuất hiện vẻ thống khổ. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, nhị nha đột nhiên gầm lên giận dữ. Một lực lượng cường đại lập tức đánh bay Dương Diệp, nhị nha lại không ra tay lần nữa, mà xoay người lao về phía đám người Tá Mạc. Sắc mặt nàng rất dữ tợn, cũng rất đau đớn, cùng lúc đó, trong khóe mắt nàng không ngừng có nước mắt tuôn ra. Tuy nhiên Dương Diệp không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ngoài mấy vạn trượng, nụ cười trên mặt Lịch Đế đột nhiên cứng đờ. Tá Mạc bước về phía trước một bước, vỏ thanh đao bên thắt lưng hắn đột nhiên run lên, trong phút chốc, hắn phóng người lên. Rút đao đột nhiên chém mạnh một phát. Một đao khí chói lòa giống như mặt trời lên cao. Lúc này, một tàn ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chợt hiện. Đao khí chói lòa kia lập tức vỡ nát, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Người đó chính là Tá Mạc. Đao trong tay Tá Mạc đã vỡ hết. Sau khi đánh bay Tá Mạc, hai tay nhị nha đột nhiên vỗ xuống đất. Một lực lượng cường đại đột nhiên thẩm thấu mặt đất. Trong giây lát, mặt đất dưới chân nhị nha trực tiếp biến thành một vực sâu không thấy đáy. Những cường giả mệnh cảnh trước mặt nàng đều bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau.
Tuy lực lượng của nhị nha vô cùng cường đại, nhưng hơn 10 vị cường giả mệnh cảnh vẫn liên thủ phá vỡ được lực lượng của nàng. Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở nơi đây. Nghe được tiếng kiếm ngân này, đám người Lịch Đế nhất thời kinh hãi gần chết, trong phút chốc, đầu một cường giả mệnh cảnh ở gần Lịch Đế trực tiếp bay ra ngoài. Khi mọi người lấy lại tinh thần, đầu của một cường giả mệnh cảnh lại bay ra ngoài. Trước đó, đám người Lịch Đế có thể toàn lực đối phó với Dương Diệp, Dương Diệp tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu được mọi người bao vây tấn công. Mà bây giờ có nhị nha kiềm chế, bọn họ căn bản không có cách nào toàn lực đối phó với Dương Diệp được. Dưới tình huống này, uy hiếp của Dương Diệp tăng cao hơn trước ít nhất gấp 10 lần. Vào lúc Dương Diệp muốn tiếp tục ra tay, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, ở bên kia, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng trắng liên tục lùi lại phía sau. Đó chính là Thiên Tú. Dương Diệp quay đầu, trong phút chốc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tàn ảnh kỳ lạ, Dương Diệp nghiêng người tránh né, đồng thời một kiếm cắt. Ngang qua. Trong chớp mắt này, một bàn tay màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà vào giây phút kiếm của Dương Diệp cắt qua, cái tay này đột nhiên vỗ nhẹ về phía hắn. Ầm. Dương Diệp và kiếm trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, ở trước mặt hắn chính là người thần bí kia. Mà vào lúc này, một tia sáng u ám đột nhiên chém về phía người thần bí kia, sau ánh sáng u ám chính là Thiên Tú. Người thần bí liếc nhìn đường ánh sáng u ám này và khẽ vung tay lên. Ầm. Đường ánh sáng u ám này trực tiếp nổ tung, nhưng sau ánh sáng u ám còn có một lực lượng càng mạnh mẽ hơn cuốn tới. Người thần bí nắm chặt tay phải, sau lưng hắn xuất hiện một quyền lớn mờ ảo dài rộng gần trăm trượng. Trong phút chốc, người thần bí đột nhiên biến mất, quyền lớn hạ xuống. Dưới quyền lớn, mặt Thiên Tú không đổi sắc, nàng chợt giẫm mạnh chân phải, cả người trực tiếp hóa thành một tia sáng u ám đánh tới quyền lớn. Ầm. Quyền lớn trực tiếp vỡ vụn, nhưng trong phút chốc, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú. Thiên Tú đánh ra một quyền. Người thần bí kia cũng đánh ra một quyền. Một tia sáng u ám cùng ánh sáng màu đen va chạm mạnh. Trong chớp mắt yên lặng. Ầm. Ở đó vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, hai bóng người liên tục lui lại. Mà sau khi Dương Diệp xác định Thiên Tú không có nguy hiểm liền trực tiếp lao về phía đám người Lịch Đế. Bởi vì nhị nha đã bị đám người Lịch Đế bao vây, bất kể nhị nha hay là hắn đều không có cách nào đấu được mấy chục người. Vào thành. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến. Vừa dứt lời, những cường giả mệnh cảnh của vũ trụ bốn chiều lập tức xoay người trốn vào trong thành. Đám người Lịch Đế thấy thế cũng là chạy về phía trong thành. Trước đó, bọn họ muốn giết chết nhị nha, nhưng sau một lúc giao chiến, bọn họ phát hiện ra, tuy bọn họ áp chế nhị nha nhưng lại không làm gì được nàng. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn này không chỉ có lực lượng hủy thiên diệt địa, năng lực phòng ngự càng biến thái hơn. Bọn họ căn bản không thể tránh được. So sánh với nhị nha, thật ra bọn họ càng muốn đối mặt với Dương Diệp hơn, ít nhất bọn họ có thể đánh chết Dương Diệp. Nhưng nhị nha là hoàn toàn đánh không chết. Mà bây giờ, Dương Diệp cùng nhị nha liên thủ, bọn họ lại không dám đối mặt. Mười mấy cường giả mệnh cảnh đều trốn vào trong thành, Dương Diệp trực tiếp xông qua, nhưng vào lúc này, trên tường thành có một màn ánh sáng cực lớn giống như trời sập ép về phía hắn. Dương Diệp vội vàng dừng lại, sau đó giơ tay lên chém xuống một kiếm. Một tia kiếm quang chợt lóe lên. Ầm. Tia kiếm quang trực tiếp nổ tung ra. Dương Diệp cũng bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau gần vạn trượng. Sau khi dừng lại, một tia máu tươi chậm rãi tràn ra hai bên khóe miệng của hắn, tay phải của hắn run rẩy giống như bị sốt. Dương Diệp nhìn màn ánh sáng phía xa này đang lui về trong thành, trong mắt vô cùng nghiêm trọng. Cách đó không xa, nhị nha vốn muốn xông lên chợt ngừng lại, nàng liếc nhìn Dương Diệp nheo mắt, vội vàng tránh sang một bên. Bây giờ không thể chọc vào nhị nha được đâu. Bây giờ nhị nha mạnh mẽ, hắn cũng không làm gì được. Nhị nha ngược lại không ra tay với Dương Diệp, nàng quay đầu liếc nhìn người thần bí còn đang chiến đấu kịch liệt cùng Thiên Tú, trong phút chốc, nàng trực tiếp biến mất. Phía xa, người thần bí kia đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc, hắn xoay người hai tay kéo một cái. Suy, không gian ở trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra một tấm lá chắn mờ ảo, mà lúc này, nhị nha trực tiếp đánh vào trên tấm lá chắn mờ ảo này. Ầm, tấm lá chắn không bị phá, nhưng người thần bí kia lại trực tiếp bị đẩy lùi đến trăm trượng.
Mà lúc này, một tia sáng u ám chợt hiện. Ầm, người thần bí kia lại lui lại. Thiên Tú đang muốn tiếp tục ra tay, mà lúc này, nàng đột nhiên quay đầu thấy Nhị Nha đánh về phía mình. Thiên Tú nhíu mày, tay phải hơi xoay tròn, một ánh sáng u ám trực tiếp đánh về phía Nhị Nha. Nàng tự nhiên nhận ra Nhị Nha, nhưng giờ phút này va chạm làm cho nàng không dám nương tay. Ầm, ánh sáng u ám vỡ nát, Thiên Tú cũng bị chấn động liên tục phải lùi lại. Cho dù là nàng cũng khó có thể chịu nổi lực lượng của Nhị Nha. Nhị Nha lại muốn đuổi theo Thiên Tú, Thiên Tú nhíu mày, giờ phút này tay phải nàng đã bị đánh cho rách tả tơi, đó là bị Nhị Nha đụng. Dương Diệp vội vàng xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha, không thể đánh, người này không thể đánh được, đây là quân đội bạn đấy. Hắn chỉ vào người thần bí cách đó không xa, tận tình khuyên bảo nói. Đánh người kia, đó là quân địch, chúng ta cùng nhau đánh hắn nhé. Nhị Nha lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp cảm thấy không chắc chắn, bây giờ rất khó nói chuyện với Nhị Nha. Nếu như nàng một lòng muốn đánh hắn cùng Thiên Tú, như vậy, tình thế ở đây sẽ lập tức xoay chuyển. Mà trực giác nói cho hắn biết, tiểu nha đầu trước mắt này rất muốn ăn hắn. Nếu như không phải vì đôi sừng, tiểu nha đầu này nhất định sẽ đuổi hắn đến chân trời góc biển. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía người thần bí kia. Thật ra, mục đích chủ yếu của nàng lần này chính là đuổi theo người thần bí. Nhị Nha đột nhiên biến mất. Suy, một âm thanh xé rách đầy chói tai đột nhiên vang lên. Ầm, cách đó không xa, chỗ đứng của người thần bí kia đột nhiên đổ nát. Nhưng người thần bí kia đã ở ngoài nghìn trượng. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía người thần bí, tay phải của nàng chậm rãi nắm chặt lại. Một khí tức hung bạo lập tức chấn động ra. Dương Diệp lập tức nhíu mày, khí tức này của Nhị Nha thật sự có chút không bình thường. Ầm. Đúng lúc này, trong một chỗ cơ không trung khác đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhanh đã thấy có hai bóng người chợt lóe lên. Ầm. Một bóng người rơi xuống trước mặt Dương Diệp cùng Thiên Tú, đó chính là Kỳ Bỉ Thiên. Giờ phút này vẻ mặt Kỳ Bỉ Thiên có chút tái nhợt, rõ ràng đã bị thương. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên lao về phía hai người thần bí. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp đại biến, trong phút chốc, một luồng kiếm quang đã đuổi theo Nhị Nha. Trước mặt Nhị Nha, Diêm Quân đột nhiên bước tới một bước. Ầm, một lôi quang màu đen đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Lúc này, nắm đấm của Nhị Nha đánh tới. Ầm, lôi quang kia bị nắm đấm của Nhị Nha ép dừng lại. Nhưng nó không bị lực lượng của Nhị Nha phá hủy. Ngược lại, một tàn ảnh trực tiếp đánh tới Nhị Nha. Là người thần bí kia. Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh Nhị Nha, một thanh kiếm đâm về phía người thần bí kia. Người thần bí quyết đoán buông tha Nhị Nha và dừng bước lại, hai tay chắp lại ở phía trước ngực mình. Kiếm của Dương Diệp cách giữa chân mày của người thần bí kia có gần tấc thì ngừng lại. Kiếm bị kẹp chặt. Lúc này, tay trái của Dương Diệp đột nhiên cũng cầm kiếm, sau đó chợt xoáy. Ầm. Một kiếm ý cường đại chấn động ra. Ầm, người thần bí kia lui về phía sau chừng trăm trượng, nhưng vừa lúc đó, trong tay Diêm Quân đột nhiên xuất hiện một đạo thần lôi màu đỏ rực trực tiếp quất về phía Nhị Nha. Cẩn thận, phía sau Nhị Nha đột nhiên vang lên giọng nói của Kỳ Bỉ Thiên. Nhị Nha lại không nghe Kỳ Bỉ Thiên nói, trực tiếp lao về phía thần lôi màu đỏ rực kia. Cơ thể cứng rắn chống lại. Ầm, trong nháy mắt, Nhị Nha trực tiếp bay ngược ra ngoài. Toàn thân Nhị Nha có lôi điện màu đỏ rực không ngừng chấp hiện, rất nhiều tia lôi điện điên cuồng ăn mòn cơ thể Nhị Nha. A! À, ở đó đột nhiên vang lên tiếng gầm thét giận dữ của Nhị Nha, trong giọng nói kèm theo một chút thê lương cùng đau đớn. Nghe được âm thanh này, thân thể Dương Diệp thoáng cứng đờ, trong phút chốc, hắn trực tiếp xoay người lao về phía Nhị Nha, mà lúc này, một bàn tay ở ngay phía sau lưng của hắn. Ầm! Dương Diệp trực tiếp bay đi. Món thần giáp hắn mặc trên người lập tức vỡ vụn. Mặc dù có thần giáp này chống đỡ phần lớn lực lượng, nhưng toàn thân hắn cùng ngũ tạng đều nứt ra. Một đòn khiến hắn bị thương nặng. Người thần bí kia đang muốn tiếp tục ra tay thì có một tia sáng u ám lại đánh về phía hắn. Là Thiên Tú. Mà bên kia, Kỳ Bỉ Thiên cũng ngăn cản Diêm Quân, nhưng lúc này thực lực của Diêm Quân càng mạnh hơn trước. Đương nhiên, đây là bởi vì Kỳ Bỉ Thiên mạnh mẽ. Kỳ Bỉ Thiên làm cho Diêm Quân cảm nhận được nguy hiểm, cái này cũng làm cho Diêm Quân dần dần để lộ ra lá bài tẩy của mình.
Dương Diệp đi tới trước mặt nhị nha rất đau đớn giơ tay lên đánh một quyền. Dương Diệp nghiêng người tránh và lùi đến ngoài trăm trượng, tiếp theo, hắn vội vàng gọi Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch nhìn thấy nhị nha thì lập tức muốn bay qua, nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản. Hắn chỉ vào hỏa lôi đang thiêu đốt cơ thể nhị nha. Tiểu Bạch, có thể bỏ mấy thứ kia ra không? Bây giờ nhị nha rất cuồng bạo, hắn không chỉ không dám cho Tiểu Bạch tới gần, bản thân cũng không dám tới gần. Tiểu Bạch liếc nhìn những hỏa lôi thần bí kia, nàng vung móng nhỏ lên, một cây linh trượng xuất hiện ở trong móng nhỏ của nàng. Tiểu Bạch vung vẩy linh trượng, rất nhanh, linh khí trong trời đất xung quanh đột nhiên tập trung lại, giống như thủy triều cuốn về phía nhị nha vốn muốn ra tay đột nhiên ngừng lại. Linh khí, những thứ này không uy hiếp. Tiểu Bạch chu cái miệng nhỏ, rất nhanh, những hỏa lôi thần bí trên thân nhị nha đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó đột nhiên rời khỏi nhị nha và bỏ chạy ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch cùng Dương Diệp đều thở hắt ra một hơi. Nhưng ngay vào lúc này, hai tay nhị nha phía xa đột nhiên vỗ mạnh về phía trước mặt. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, ôm Tiểu Bạch điên cuồng lao về phía sau. Giờ phút này, về mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Lấy nhị nha làm trung tâm, không gian bắt đầu vỡ vụn từng tầng, cùng lúc đó, một lực lượng cường đại giống như núi lửa bạo phát điên cuồng chấn động về bốn phía xung quanh. Lực lượng mạnh mẽ làm trời đất biến sắc. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch điên cuồng lui lại, rất nhanh, hắn đã lùi đến trước thành treo trên bầu trời, lực lượng kia cũng đuổi theo. Dương Diệp vội vàng ném Tiểu Bạch vào bên trong Hồng Mông Tháp, tay phải hắn cầm kiếm chắn ở trước mặt mình, một kiếm ý cùng sát ý từ trong kiếm điên cuồng tuôn. Ra! Am! Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, Dương Diệp đã run rẩy kịch liệt, tuy nhiên hắn vẫn cứng rắn chống lại lực lượng này, mà lực lượng kia vẫn chưa dừng lại, đánh về phía tòa thành lơ lửng trên bầu trời này. Lúc này, bức tường xung quanh tòa thành đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng rất lớn giống như do lôi điện tạo thành, lực lượng phát ra hoàn toàn không yếu hơn so với lực lượng của nhị nha. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, lập tức giống như sấm sét đánh xuống mặt đất, phát sinh sóng công kích trực tiếp đẩy Dương Diệp về phía chân trời đờ. Cùng lúc đó, tòa thành này giống như gặp động đất bắt đầu điên cuồng chấn động. Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên cách đó không xa cũng ngừng lại. Mà Diêm Quân cùng người thần bí cũng không tiếp tục ra tay, lúc này tất cả đều đang nhìn nhị nha. Tiểu Bạch cũng xông ra. Cách đó không xa, hai mắt nhị nha khép hờ, vảy trên toàn thân nàng bắt đầu chậm rãi rơi ra. Đôi sừng trên đỉnh đầu nàng đang dần dần phát sinh biến hóa, một sự biến hóa không thể nào tả được. Đúng lúc này, người thần bí kia đột nhiên nói. Nàng sắp nhập hóa, không thể để cho nàng tiến hóa được. Vừa dứt lời, giờ phút này, khí tức quanh người người thần bí đột nhiên tăng vọt. Ầm ầm, cả trời đất đột nhiên run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, tất cả mọi thứ trong thiên địa bắt đầu trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng, vì giết nhị nha, người thần bí này hiển nhiên đã muốn để lộ ra thực lực thật sự của mình. Dương Diệp gần như không có bất kỳ do dự nào, một tay nắm lấy Tiểu Bạch trên vai vứt vào Hồng Mông Tháp, sau đó lao về phía người thần bí. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Thiên Tú hơi cúi đầu, chân phải của nàng điểm nhẹ một cái, một tia sáng u ám vừa lóe lên đã biến mất. Dương Diệp dẫn đầu đi tới trước mặt người thần bí kia chỉ thấy người này nổi giận. Cút ngay. Vừa dứt lời, người thần bí đánh ra một quyền. Uy lực của một quyền này so với thực lực trước đó quả thực chính là chênh lệch một trời một vực. Trong mắt Dương Diệp hiện lên chút hung ác, thật ra, trực giác nói cho hắn biết không nên cứng rắn đỡ một quyền này, bởi vì trước đó, sau khi hắn cứng rắn chịu một quyền của người thần bí này, cơ thể đã xuất hiện tổn thương cực lớn. Lúc này cứng rắn nhận một quyền này là rất không sáng suốt. Nhưng hắn không có sự lựa chọn. Phía sau là nhị nha. Hai tay Dương Diệp nắm thật chặt kiếm tổ, sau đó chém xuống. Một kiếm kiếm vực. Phụt. Quyền của người thần bí còn chưa tới, trong miệng Dương Diệp liền phun ra một ngụm máu tươi, rất nhanh, nắm đấm kia đánh vào trên kiếm của Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp chợt chân phải giẫm một cái về phía sau. Ầm. Không gian dưới chân hắn trực tiếp nổ tung. Mà vốn hắn cũng bị đánh bay lại dựa vào mượn lực cứng rắn ngừng lại. Nhưng điều đó làm cho máu tươi trong miệng hắn liên tục phun ra. Sau lưng Dương Diệp, nhị nha nhìn Dương Diệp trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này,
Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha, nhìn thấy Tiểu Bạch, Nhị Nha vốn bình tĩnh trong mắt lập tức xuất hiện khí thế tàn ác. Cảm giác được cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp đại biến, mà giờ phút này hắn căn bản không có cách thoát thân. A! À, hai tay Dương Diệp cầm kiếm chợt chém về phía người áo đen kia. Nhưng người điên cuồng lùi lại là hắn. Phía xa, Tiểu Bạch căn bản không để ý tới khí thế tàn ác trên người Nhị Nha, nàng đi thẳng tới trước mặt Nhị Nha giống như trước vậy. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nhanh chóng vung vẩy, chỉ vào phía sau Nhị Nha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng, nàng muốn bảo Nhị Nha nhanh chạy đi. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, tay phải của nàng đã nắm chặt lại. Thiên địch, Tiểu Bạch cùng Nhị Nha có thể nói là kẻ địch trời sinh, lại giống như lửa và nước vậy. Nhị Nha trước kia dĩ nhiên sẽ không làm tổn thương Tiểu Bạch, nhưng Nhị Nha giờ phút này đã không phải là Nhị Nha trước đây. Bây giờ Nhị Nha nhìn thấy Tiểu Bạch, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Tiểu Bạch lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm này, nàng cho rằng Nhị Nha không hiểu rõ ý của nàng, móng nhỏ vung vẩy nhanh hơn. Lúc này, tay phải của Nhị Nha đột nhiên nắm chặt lại, mà đang muốn ra tay. Tiểu Bạch lại mở cái miệng nhỏ nhắn. Chạy! Vẫn không có âm thanh. Nàng lấy ra rất nhiều trái cây đưa đến trước mặt Nhị Nha, tất cả đều thiên dựng quả cùng hỗn nguyên quả. Vẫn có một thanh hoang búa, đó là vũ khí của Nhị Nha trước kia. Nàng lấy ra hết những thứ mà nàng cho là bảo bối để đưa cho Nhị Nha. Đúng lúc này, tay phải của Nhị Nha đột nhiên nắm lấy cổ của Tiểu Bạch. Gần như cùng lúc, trong móng nhỏ của Tiểu Bạch xuất hiện một sâu mứt quả. Nhị Nha ngây người nhìn sâu mứt quả này, tay của nàng cũng ngừng lại. Nhìn một chút, nước mắt Nhị Nha đột nhiên giống như đê vỡ tràn ra. Trong chớp mắt yên lặng, Nhị Nha đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ, ngay sau đó, tay phải của nàng nắm chặt thành quyền và đánh vào đầu mình. Ầm, Nhị Nha trực tiếp bay ra ngoài. Mà Tiểu Bạch lại bối rối. Rất nhanh, Tiểu Bạch vội vàng vọt tới, lúc này, Nhị Nha từ trên mặt đất bò dậy, trong ánh mắt, trong lỗ mũi, trong tai nàng đều là máu tươi. Phòng ngự thân thể của nàng rất mạnh, có rất ít người làm gì được nàng, nhưng nếu như nàng tự mình ra tay với chính mình. Nhìn thấy Tiểu Bạch lại xuất hiện ở trước mặt mình, Nhị Nha lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, sau đó đoạt lấy sâu mứt quả trong móng vuốt của Tiểu Bạch, tiếp theo, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Tiến hóa. Cơ thể nàng bây giờ đang ở trong thời khắc quan trọng nhất, bởi vậy. Bản năng mách bảo nàng lựa chọn lập tức rời đi. Tiểu Bạch sửng sốt nhìn bóng đen phía chân trời kia. 1.269.307 Tiểu Bạch sửng sốt nhìn bóng đen phía chân trời kia. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp rơi xuống trước mặt nàng. Đó chính là Dương Diệp. Giờ phút này Dương Diệp cực kỳ thê thảm, toàn thân đều là máu tươi, đặc biệt hai tay đã rách ra, biến hình nghiêm trọng, đặc biệt có thể nhìn thấy rõ xương bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch lập tức ngây người. Thoáng cái, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía người thần bí đã vọt tới, tay phải của nàng cầm linh trượng muốn tiến lên, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Sau đó bắt lấy Tiểu Bạch và trực tiếp ném vào bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đập vào trên phi thăng đài, lăn mấy vòng mới bỏ dậy được. Sau đó nàng lại muốn xông ra ngoài nhưng bị nữ tử váy trắng cản lại. Bây giờ nàng ra ngoài chính là tăng thêm phiền phức. Tiểu Bạch nhanh chóng vung vẩy móng nhỏ với nữ tử váy trắng, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. Nữ tử váy trắng khẽ nói. Ta biết, vật nhỏ đừng lo lắng. Tiểu Bạch vẫn nhanh chóng vung vẩy móng nhỏ, đồng thời đồng tử xoay chuyển, chuẩn bị chạy bất kỳ lúc nào. Nữ tử váy trắng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung, ánh mắt dần dần lạnh đi. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, người thần bí vốn xông về phía Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người. Mà lúc này, một nữ tử đã đi tới trước mặt hắn. Đó chính là Thiên Tú. Hai tay Thiên Tú kết ấn, đôi môi mở ra. Vạn tận quy khư. Trong nháy mắt, không gian xung quanh người thần bí trực tiếp nổ tung, rất nhiều ánh sáng u ám tầng tầng lớp lớp bao vây về phía người thần bí kia. Lúc này, người thần bí kia đột nhiên khép ngón tay, sau đó điểm nhẹ về phía trước. Muôn dân trăm họ diệt. Một ngón tay hạ xuống, ánh sáng u ám vô tận xung quanh đột nhiên ngừng lại, giống như thời gian bị đông cứng vậy. Rất nhanh, rất nhiều điểm đen thật nhỏ giống như hoa tuyết đột nhiên xuất hiện ở đó. Nhưng ánh sáng u ám bắt đầu bị chôn vùi,
trong thời gian không đến một lần hít thở, tất cả ánh sáng u ám đều biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, một tàn ảnh chợt lóe lên. Ầm. Sau điểm đen, Thiên Tú đột nhiên bay ra ngoài. Bóng tàn này lại lao vào tới, nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên bổ mạnh đến. Bóng tàn này ngừng lại và đột nhiên xoay người, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, một điểm đen bay ra. Ầm. Kiếm quang ầm ầm vỡ nát. Người thần bí kia ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, hai tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống dưới, trong nháy mắt, không trung xung quanh Dương xuất hiện rất nhiều điểm đen. Những điểm đen này rất khủng khiếp, mỗi một điểm đen rất nhỏ đều phát ra lực lượng khủng khiếp khiến cho người ta phải run rẩy. Vẻ mặt Dương Diệp có chút dữ tợn, lúc này mặc dù hắn bị trọng thương nhưng trong mắt hắn hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào. Tay phải của hắn cầm kiếm tổ, trong cánh tay phải có máu tươi không ngừng vọt về phía kiếm tổ. Vào thời khắc này, những điểm đen đột nhiên nhanh chóng co lại về phía Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại và muốn ra kiếm, một bóng trắng đột nhiên lóe lên ở trong mắt hắn, trong phút chốc, từng sợi kiếm quang giống như hoa sen tự xung quanh hắn phóng ra. Nữ tử váy trắng. Suy 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 suy. Ở đó, từng tiếng nghiền nát khiến da đầu người ta tê dại không ngừng vang lên. Đóa kiếm sen quanh thân Dương Diệp đang giằng co cùng những điểm đen, sau vài hơi thở mới bắt đầu chậm rãi chôn vùi, giống như đang héo rũ. Cùng lúc đó, Dương Diệp phát hiện, vẻ mặt nữ tử váy trắng trước mặt hắn gần như không còn sắc máu. Dương Diệp không hề do dự, bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí lập tức xuất hiện ở đó. Kiếm vực. Vừa lấy ra kiếm vực, tất cả ngũ quan của Dương Diệp bắt đầu trực tiếp vặn vẹo, bởi vì giờ phút này bản thân hắn đang bị trọng thương lại mạnh mẽ thi triển kiếm vực, có thể nói, cơ thể hắn căn bản không có khả năng thừa nhận được. Mà bây giờ, hắn gần như không có sự lựa chọn nào khác. Lúc này là thời điểm liều mạng, bây giờ có mạng không liều, lát nữa nhất định sẽ mất mạng, lấy mạng ra liều một lát, có lẽ còn có mạng sống. Khi kiếm vực xuất hiện, những lực lượng của điểm đen lập tức có dấu hiệu bị áp chế, nhưng trong nháy mắt, những điểm đen bắt đầu điên cuồng ép ngược kiếm vực, giờ phút này, Dương Diệp gần như ngất đi. Dương Diệp chợt cắn đầu lưỡi của mình, ép mình phải tỉnh táo. Tiếp theo, hai tay hắn cầm kiếm cắm vào trong không gian trước mặt. Hắn dốc hết toàn lực đánh ra một kiếm cuối cùng. Ầm, một kiếm ý cùng sát ý cường đại theo kiếm quang màu đỏ như máu ở trong kiếm vực chấn động ra giống như sóng chiều vậy. Ầm ầm ầm. Trong cả thiên địa, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, cùng lúc đó, rất nhiều kiếm khí cùng với các loại lực lượng điên cuồng chấn động về bốn phía xung quanh, những kiếm khí cùng lực lượng không gian đi qua nơi nào, gần như trong giây lát liền nghiền nát chôn vùi không gian ở đó. Vô cùng kinh người. Người thần bí kia cũng không ra tay, mà lùi về phía sau vạn trượng, tiếp theo, tay phải hắn vung lên phía trước, kiếm khí cùng với những lực lượng này sinh ra sóng khuếch tán đến trước mặt hắn trực tiếp hóa thành hư vô. Mà giờ phút này, khí tức người thần bí tự nhiên còn mạnh hơn trước mấy phần. Phía xa, hai tay Dương Diệp chống ở trên thân kiếm, trên khóe miệng hắn không ngừng tràn ra vết máu, cơ thể hắn đã đầy vết rạn, cả mặt cũng hoàn toàn rách ra, thoạt nhìn rất dọa người. Ở trước mặt hắn là nữ tử váy trắng cùng Thiên Tú. Bên kia, Kỳ Bi Thiên còn đang chiến đấu kịch liệt cùng Diêm Quân, tuy nhiên lúc này người bị áp chế là Kỳ Bỉ Thiên. Lúc này, nữ tử váy trắng vung tay phải lên, vãng sinh kiếm trong tay nàng đột nhiên bay ra ngoài. Ở chân trời phía xa, Diêm Quân đột nhiên ngừng lại, tay hắn nắm hỏa lôi màu đỏ và xoay người bổ xuống. Ầm! Phía chân trời, một ánh lửa chói lòa cùng kiếm quang trực tiếp nổ tung. Ra, trong chớp mắt yên lặng, một thần lôi màu đỏ rực đột nhiên đi qua mảnh kiếm quang, giống như lưu tinh đập về phía nữ tử váy trắng này. Sắc mặt nữ tử váy trắng không hề thay đổi, bước lên trước một bước, dưới chân sinh ra kiếm sen, trong phút chốc, nữ tử váy trắng hóa thành một đường kiếm quang màu trắng phóng lên cao. Kiếm chỉ thần lôi. Phía chân trời. Ầm. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng, rất nhanh, phía chân trời có một đóa kiếm sen nổ tung. Một bóng trắng rơi xuống đất. Trước mặt Dương Diệp, Thiên Tú nhíu mày lau máu tươi trên khóe miệng và đang muốn ra tay. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên kéo tay Thiên Tú lại. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, thấy dáng vẻ của hắn giờ phút này, hai tay Thiên Tú hơi run rẩy. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Dương Diệp. Đi trước đi. Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú khẽ nói.
bây giờ không phải là lúc tùy hứng. Dương Diệp lại lắc đầu, không phải hắn không muốn nói, mà hắn đã rất khó nói được. Hắn kéo Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên về phía sau, tiếp theo, hắn nâng nữ tử váy trắng dậy. Lúc này ba nàng đều bị thương rất nặng, đương nhiên vẫn tốt hơn hắn một chút. Lúc này, người trong thành đã đi ra, ở xung quanh mấy người có hơn 40 tên cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, trong thành xuất hiện một màn ánh sáng cực lớn tản ra áp lực ngập trời đang liên tục ép về phía mấy người Dương Diệp. Tình thế bất lợi, tuyệt đối là tình thế bất lợi. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó mở tay phải ra, trong lòng bàn tay hắn có là một tòa tháp nhỏ màu vàng. Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đặt Hồng Mông Tháp tới trong tay của Thiên Tú. Thiên Tú nhíu mày và đang muốn nói, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta không biết có thể sống sót hay không, nếu như không thể sống, như vậy hãy để cho ta chết ở trước mặt các ngươi, nếu các ngươi có cơ hội thì trực tiếp rời đi. Mục tiêu của bọn họ là ta, ba vị lão tỷ, xin nhờ cậy. Nói trong lúc, trong miệng hắn gần như đã có máu chảy như rót. Thiên Tú nhìn thẳng vào Dương Diệp tuét miệng cười. Để ta bảo vệ các ngươi một lần đi. Hắn đột nhiên xoay người phóng về phía người thần bí cùng với Diêm Quân. Thiên Tú biến sắc và muốn ngăn cản Dương Diệp, mà lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ trong thiên hạ. Kiếm vực. Kiếm vực bắt đầu trực tiếp trấn áp ba nàng thầm khiếp sợ, vội vàng thu hồi lực lượng của chính mình. Lúc này, nếu như các nàng phóng ra lực lượng của chính mình, cho dù là lực lượng thân thể cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho Dương Diệp. Nhưng không phóng ra lực lượng, các nàng lại căn bản không đuổi kịp Dương Diệp. Cứ như vậy, Dương Diệp lập tức kéo dài khoảng cách với ba nàng. Giờ phút này, vẻ mặt Thiên Tú trắng bệch giống như mất hồn vậy. Tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, hai mắt hắn nhắm chặt. Giờ phút này, trong đầu hắn không ngừng hiện lên từng bóng người, Thanh Thi, Tiểu Bạch, Chưa Xảy Ra, Vũ Tịch, Bạch Chỉ Tiên, Nhị Nha, A Tú, Tiểu Kỳ. Phô tình, gương mặt Dương Diệp đã đầy nước mắt. Cuộc đời của hắn có ý nghĩa là vì những người này. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến giọng nói của Dương Diệp. Tiểu Bạch, sau này phải ngoan. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nhìn về phía chân trời, móng nhỏ thò ra, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng chấn động kịch liệt. Giờ phút này, trong đầu nàng trống rỗng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cách Diêm Quân cùng người thần bí càng lúc càng gần, mà Diêm Quân cùng người thần bí tuyệt đối không động đậy. Bọn họ liên thủ cũng có thể đánh được một trận với thiên mệnh mạnh nhất. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên phá lên cười. Giờ phút này, trong đầu hắn không có mong muốn gì nữa. Phải chết. Lần này thật sự phải chết. Tay phải của Dương Diệp cầm chuôi kiếm, trong chớp mắt khi hắn rút kiếm ra, trong lòng đột nhiên khẽ nói. Tất cả, vĩnh biệt. Vừa dứt lời. Kiếm ra. Giờ phút này, trong thiên địa dường như bất động. Nơi nào đó trên đám mây, nữ tử ngồi ở trước bàn cờ đột nhiên đứng lên. Trên bàn cờ, hành đạo kiếm dường như cảm nhận được điều gì đã chấn động mạnh, phát ra một tiếng kiếm ngân. Nữ tử quay đầu nhìn về phía dưới và nhíu mày. Vạn niệm tất cả trống rỗng, một kiếm quyết sinh tử, kiếm đạo sinh tử. Giờ phút này, vẻ mặt nữ tử trầm như nước. Trong một chỗ tinh không xa xôi, một kiếm tu mặc trường bào hoa văn mây trắng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì kiếm trong tay hắn đang chấn động kịch liệt. Kiếm tu cúi đầu liếc nhìn kiếm của mình, kiếm chậm rãi bình tĩnh lại. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, sau một lát, hắn mỉm cười, sau đó tiếp tục đi về phía xa. Vũ trụ bốn chiều. Khi Dương Diệp xông về phía người thần bí cùng Diêm Quân lúc, ba nàng Thiên Tú đều biết hắn chắc chắn phải chết. Nhưng trong chớp mắt khi Dương Diệp ra kiếm, ba nàng đều sửng sốt. Mà Diêm Quân cùng người thần bí lại biến sắc. Chớp mắt trước, theo bọn họ thấy, trừ khi lão đại thiên mệnh hiện thân, bằng không, không có người nào có thể cứu được Dương Diệp. Dương Diệp hẳn phải chết, đây là suy nghĩ của bọn họ vào một chớp mắt trước đó. Nhưng lúc này, ý nghĩ này của bọn họ đã bay đến tận trời cao. Một kiếm tu quên sống chết, lơ vạn niệm đều trống rỗng, vậy có nghĩa là kiếm của hắn bao hàm kiếm đạo tình cùng kiếm đạo vô tình. Bởi vì hữu tình là vô tình. Đặc biệt kiếm túc kia còn đạt tới trình độ kiếm tu phàm kiếm. Diêm Quân ra tay trước. Giờ phút này, khí tức của Diêm Quân cũng điên cuồng tăng vọt,
Cùng lúc đó, ca thần lôi màu đỏ rực trong tay hắn giống như một thanh đao lửa trực tiếp chém về phía Dương Diệp. Kiếm của Dương Diệp hạ xuống, khác với trước, một kiếm này lặng lẽ không một tiếng động, không có bất kỳ năng lượng dao động nào, thậm chí ngay cả kiếm ý kiếm khí kiếm quang cũng không có. Bình tĩnh một cách lạ thường. Kiếm trực tiếp hạ xuống, rất nhanh, kiếm rơi vào trên thần lôi màu đỏ rực này, kiếm không dừng lại mà tiếp tục đi xuống. Mà sau thanh kiếm này, thần lôi màu đỏ rực bị một kiếm cách qua, sau đó lặng lẽ trở nên mờ ảo. Không có chút động tĩnh nào. Kiếm đi tới đỉnh đầu của Diêm Quân, hắn không lựa chọn cứng rắn chống đỡ một kiếm này mà nhẹ nhàng điểm ngón chân bay ra ngoài. Kiếm vẫn hạ xuống. Đối diện kiếm, cơ thể Diêm Quân ở ngoài vạn trượng ầm ầm vỡ nát. Nhưng chẳng bao lâu, cơ thể vỡ nát này lại có thể tự động phục hồi như cũ, tuy nhiên lại mờ ảo. Muôn dân trăm họ diệt. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp. Rất nhanh, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng điểm đen lớn bằng ngón cái, lực lượng trong những điểm đen này lại giống như từng hố đen rất nhỏ, điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh Dương Diệp. Thật ra, những điểm đen chính là hố đen, chẳng qua là do từng hố đen cực kỳ khổng lồ ép lại thành. Cho dù là vạn tận quy khư của Thiên Tú cũng không thể dễ dàng phá vỡ được lực cắn nuốt này. Dương Diệp lùi về phía sau một bước, tay phải hắn mở ra. Kiếm tổ dựng thẳng ở trong lòng bàn tay hắn, khi những điểm đen lao về phía hắn, kiếm tổ đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Xuy 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 xuy. Từng sợi kiếm quang giống như pháo hoa chấn động bắn về bốn phía xung quanh. Những kiếm khí cùng những điểm đen rất nhỏ vừa mới tiếp xúc, hai bên đồng thời run rẩy kịch liệt, rất nhanh, không gian xung quanh đột nhiên lặng lẽ trở nên mờ ảo, hai hơi thở sau. Bên trong không gian mấy trăm trượng xung quanh Dương Diệp cùng người thần bí kia đã biến thành một mảnh tối đen. Tuy nhiên, những kiếm khí cùng điểm đen vẫn tồn tại. Hai người vẫn đang va chạm kịch liệt. Nhưng bọn họ không rằng có bao lâu, người thần bí kia liền đột nhiên nhanh chóng lui lại, bởi vì ba nàng Kỳ Bỉ Thiên đã tìm đến. Ba nàng chắn ở trước mặt Dương Diệp. Phía xa, Diêm Quân cùng người thần bí đều không ra tay. Những cường giả mệnh cảnh xung quanh lại càng không dám ra tay. Thiên Tú lạnh lùng nhìn Diêm Quân phía xa và đang muốn ra tay, đột nhiên, những cường giả mệnh cảnh xung quanh các nàng đều lui lại. Mà người thần bí kia cũng dẫn theo những cường giả vùng đất mạt pháp lui trở về trong thành treo trên bầu trời. Trên tường thành là Diêm Quân cùng người thần bí. Nữ tử váy trắng liếc nhìn hai người kia, sau đó nói. Chúng ta đi. Kỳ Bỉ Thiên cùng Thiên Tú khẽ gật đầu. Hai nàng dẫn theo Dương Diệp xoay người trực tiếp biến mất ở phía xa. Trên tường thành, người thần bí đột nhiên nói. Đáng tiếc. Diêm Quân khẽ nói. Quả thật đáng tiếc, người này không chỉ có kiếm đạo nhập phàm, còn nắm giữ một loại kiếm đạo hoàn toàn mới, kiếm đạo này. Sợ rằng gần với hai kiếm tu. Hai sao? Người thần bí quay đầu nhìn về phía Diêm Quân, không hiểu. Diêm Quân khẽ nói. Một kiếm tu mặc trường bào mây trắng rất mạnh. Mạnh mẽ tới mức nào? Người thần bí hỏi. Diêm Quân im lặng một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta lấy ra hết con át chủ bài cũng hoàn toàn không nắm chắc có thể thắng được. Đương nhiên, nữ tử kia càng đáng sợ hơn, đây vẫn là một điều bí ẩn. Người thần bí ngẩng đầu liếc nhìn qua trên hư không vô tận, trên đám mây nào đó có một nữ tử giống như thần đang nhìn xuống chúng sinh. Sau một lúc lâu, người thần bí đột nhiên khẽ nói. Kế hoạch kia thế nào? Diêm Quân gật đầu. Gần rồi. Người thần bí nói. Phải tăng nhanh tốc độ, cho dù hy sinh mấy đi nữa. Diêm Quân gật đầu. Trong một chỗ tinh không của vũ trụ ba chiều. Nơi không gian nào đó đột nhiên vỡ ra, rất nhanh liền có mấy bóng người vọt ra. Đó chính là đám người Dương Diệp. Mới vừa ra, Thiên Tú chợt xoay người nhìn về phía Dương Diệp, sau đó giơ tay lên muốn cho Dương Diệp một quyền. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngã xuống. Vẻ mặt Thiên Tú lập tức biến đổi, bàn tay vốn muốn cho Dương Diệp một quyền liền đỡ lấy hắn. Thương thế hắn rất nghiêm trọng. Nữ tử váy trắng trầm giọng nói. Đưa hắn trở vào tháp. Thiên Tú vội vàng để hồng mông vào trong cơ thể của Dương Diệp, sau đó dẫn theo Dương Diệp trở lại bên trong hồng mông tháp. Bên ngoài hồng mông tháp, Kỳ Bỉ Thiên cùng nữ tử váy trắng tuyệt đối không tiến vào trong, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi không giống với các nàng. Nữ tử váy trắng mỉm cười, nàng tự nhiên biết Kỳ Bỉ Thiên nói tới ai.
Kỳ Bỉ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa trong tinh không. Hai người vừa rồi tuyệt đối không dốc hết toàn lực, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói. Thực lực bọn họ rốt cuộc ở trình độ gì? Nữ tử váy trắng hơi trầm ngâm, sau đó nói. Cao hơn chúng ta, thấp hơn nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 189.